MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 255. Ma loạn tinh vực, còn lại hơn 10 cao thủ, cùng một chỗ liên hợp lại, hướng về Tu Vô Cực phóng đi. Mà lúc này, Ma Ngạc tộc tộc trưởng đã không kiên trì nổi, đụng một tiếng, hắn thân thể triệt để nổ bể ra đến, hóa thành thịt nát, dung nhập vào bên trong Huyết La đại trận. Một tôn thần hoàng thất trọng cường giả bị Huyết La đại trận hấp thu, để Huyết La đại trận uy lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Tu Vô Cực trên người hồng quang càng thêm nồng nặc, hắn thân thể đang kịch liệt nhúc nhích lên, trên da rẻ của hắn đột nhiên toát ra rất nhiều tỉ mỉ huyết hồng sắc lân giáp. Hắn đang nhanh chóng hướng về Huyết Tu La tiến hóa. Ha ha ha, sảng khoái, quá sung sướng. Các ngươi cũng cùng chết à. Tu Vô Cực ngửa mặt lên trời cười to, điều khiển vô số huyết sắc móng vuốt, hướng về còn dư lại cao thủ bắt tới. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Một cái tương đối cường đại thần hoàng lục trọng cường giả, lộ ra vẻ dữ tợn, gào thét một tiếng, hắn thân thể, kịch liệt phồng lên, sau đó oanh một tiếng, nổ bể ra. Hắn lựa chọn tự bảo. Một tôn thần hoàng lục trọng, tự bảo ra, uy lực thì phi thường kinh người, như một cái hành tinh nổ tung lên. Hủy diệt tính năng lượng, quét sạch bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, rất nhiều cánh tay màu đỏ ngòm, đều bị nổ bể ra. Xông, xông lên a. Những người còn lại, thừa cơ hướng về Tu Vô Cực phóng đi. Hừ, cho rằng lấy loại phương pháp này tự tìm đường chết, liền có thể đối phó ta sao, thực sự là hồn nhiên, chết cho ta. Tu Vô Cực cười lạnh, hai tay vung lên, có càng nhiều cánh tay màu đỏ ngòm ngưng tụ mà ra. Bảo, chết chung. Những người còn lại bên trong, không ngừng có người tự bảo, năng lượng đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, ở nơi này bên trong Huyết La đại trận, hủy thiên diệt địa năng lượng, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nhao nhao bị cánh tay màu đỏ ngòm chặn lại. Hơn nữa, những người còn lại, bị vô tận cánh tay bao bọc vây quanh, sau đó bị bắt. Bao quát mấy cái thần hoàng thất trọng cường giả. Những người này, bị cánh tay màu đỏ ngòm bắt lấy, liền tự bảo đều làm không được, nhao nhao bị hòa tan. Ha ha ha, các ngươi hai cái, nhìn thấy chưa, cùng ta đối nghịch, đều phải chết, các ngươi hai cái, cũng tính tuyệt thế yêu nghiệt, yên tâm, ta hút thu tính mạng của các ngươi tinh hoa, sẽ không lãng phí, tương lai sẽ thành tựu ta vô địch uy danh. Tương lai, ta sẽ xưng bá vũ trụ, tái tạo một cái thiên đình, thiên cung cũng phải bị ta dẫm ở dưới chân. Tu Vô Cực cười to, lòng tự tin bành trướng đến đỉnh điểm, liền thiên cung đều không để vào mắt. Lăng Vũ Vi sắc mặt trắng bệch, mà Lục Minh Thủy chung một cái không thiếu, sắc mặt tỉnh táo. Trong tay hắn, còn có át chủ bài không có sử dụng, tự nhiên không lo lắng, hắn ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm mấy nơi, không biết đang có ý đồ gì. À, một tiếng thê lương mà không cam lòng kêu thảm, Hình Ma Tông tông chủ, cũng không chịu nổi, thân thể hòa tan ra, một thân tinh hoa, toàn bộ trở thành Huyết La đại trận chất dinh dưỡng, sau đó bị Tu Vô Cực hấp thu, giúp hắn tiến hóa thành Huyết Tu La. Ngay tại lúc này, Lục Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn kéo một phát Lăng Vũ Vi tay nhỏ, hướng về một cái phương hướng bảo trùng đi. Lăng Vũ Vi hiện tại, hoàn toàn không có chủ ý, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lục Minh trên người, bị Lục Minh kéo một phát tay nhỏ, mặc dù mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhưng không có phản kháng, tùy ý Lục Minh lôi kéo, hướng về cái hướng kia phóng đi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tốc độ thật nhanh, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Lục Minh khẽ vươn tay, đem một cái chữ vật giới chỉ, chộp trong tay. Cái này chữ vật giới chỉ, chính là Ma Ngạc tộc trưởng. Ma Ngạc tộc trưởng, thân làm thần hoàng thất trọng đại lão, thân gia khẳng định phi thường phong phú. Coi như không nói cái này, Ma Ngạc tộc trưởng trước đó thu thập vạn huyết quả, cũng không phải số ít, cái này khiến Lục Minh rất tâm động. Bảo vật đang ở trước mắt, há có bỏ qua đạo lý. Nhìn thấy Lục Minh ở thời điểm này, đều còn nhớ thương chữ vật giới chỉ, Tu Vô Cực đều bị chọc giận quá mà cười lên. Thực sự là lòng tham không đáy, không biết sống chết. Tu Vô Cực cười lạnh. Những cái này chữ vật giới chỉ, hắn không gấp thu hồi đến, bởi vì căn bản không cần phải gấp gáp, chờ giết tất cả mọi người, hắn hóa thành Huyết Tu La về sau, chậm rãi thu lấy là được, không nghĩ tới, lúc này, Lục Minh lại còn không biết sống chết nhớ thương chữ vật giới chỉ, chẳng phải là buồn cười. Mục Vân, không có lực lượng tham lam, là hành động ngu xuẩn, xem ra ta trước đó xem trọng ngươi, hiện tại, đưa các ngươi lên đường a. Tu Vô Cực khinh thường mà thanh âm lạnh lùng vang lên, đón lấy, hắn vung tay lên,
tối thiểu có mười mấy đầu xúc tu, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi quấn quanh đi. Mảnh này thiên địa, ở vào bên trong huyết la đại trận, bọn họ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Liều. Lăng Vũ Vi cắn răng, dự định tiếp tục kéo động mang huyết tinh linh vương cung, liều chết một trận chiến. Không cần. Lục Minh khoát tay chặn lại, ngăn tại Lăng Vũ Vi trước người, toàn thân phủ đầy cấm kỵ chi lực, sau đó bàn tay như đao, liên tục chém ra. Phốc phốc phốc. Ở những người khác xem ra, phi thường khủng bố huyết sắc xúc tu, ở Lục Minh trong tay, lại là không chịu nổi một kích. Lục Minh bàn tay chém qua, những cái kia huyết sắc xúc tu, nhao nhao sụp đổ. Không có một căn, có thể đi vào Lục Minh trước người ngàn mét. Ân. Một lần này, không chỉ có Lăng Vũ Vi kinh ngạc, Tu Vô Cực cũng kinh ngạc trừng to mắt. Sau đó, Tu Vô Cực trong mắt tràn ngập ra kinh người sát cơ. Nhìn ngươi có thể ngăn ta bao nhiêu chiêu, hòa tan cho ta. Tu Vô Cực hét lớn, hai tay kết động ấn quyết, vô số đầu cánh tay màu đỏ ngòm, hướng về Lục Minh bắt tới. Mỗi một cánh tay, đều giống như một gò núi nhỏ một dạng, phát ra mùi gai mũi, muốn đem Lục Minh bắt lấy hòa tan. Nhưng là, Lục Minh song trường không ngừng chém ra, cấm kỵ chi lực, hóa thành từng đạo sáng chói đao quang, quét ngang thiên địa. Những cái kia bàn tay màu đỏ ngòm, bị đao quang chém trúng, nhao nhao bị chém làm hai đoạn. Không có khả năng, điều này sao có thể? Ngươi đây là lực lượng gì, làm sao có thể phá mở máu của ta Tu La lực lượng? Lần này, Tu Vô Cực lại cũng khó có thể chấn định, không thể tưởng tượng nổi giống to. Lục Minh không thèm để ý hắn, mang theo Lăng Vũ Vi, thân hình không ngừng lấp lóe, lại có mấy cái chữ vật giới chỉ, rơi ở trong tay của hắn. Đều là những cái kia đỉnh cấp đại lão chữ vật giới chỉ. Huyết lãng thao thiên, chết cho ta à. Tu Vô Cực giống như là điên rồi, khí tức sôi trào, vô lượng huyết thủy, phảng phất một tòa huyết thủy hải dương, hướng về Lục Minh quét sạch đi. Đi. Lần này, Lục Minh không ham chiến, lôi kéo Lăng Vũ Vi, hướng về bên ngoài phóng đi. Nơi này, dù sao cũng là ở trong huyết la đại trận. Mặc dù hắn cấm kỵ chi lực, so huyết Tu La lực lượng cao cấp, nhưng là, hắn tu vi dù sao cũng có hạn, cấm kỵ chi lực, cũng rất có hạn, kéo dài tiêu hao từ từ, khẳng định gây bất lợi cho hắn. Chỗ tốt đã được đến, nên rút lui, không cần thiết cùng Tu Vô Cực hao tổn nữa. Rất nhanh, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, liền vọt tới cái kia huyết sắc quang mạc trước. Lục Minh bàn tay như đao, gắng sức chém xuống, trước đó không thể dung chuyển huyết sắc quang mạc, mạnh mẽ bị Lục Minh chém ra một đạo khe hở. Huyết sắc quang mạc, cũng là huyết Tu La lực lượng ngưng tụ mà thành, phổ thông thần lực không phá nổi, lại ngăn không được cấm kỵ chi lực. Đem huyết sắc quang mạc, chém ra một đạo khe hở, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, từ khe hở liền xông ra ngoài. A, đáng chết, chết cho ta a. Tu Vô Cực điên cuồng giống to, điều khiển huyết hải, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đuổi theo. Nhưng là, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, đã ra khỏi huyết la đại trận phạm vi, Tu Vô Cực, căn bản đuổi không kịp, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở chân trời. Lưu lại phẫn nộ muốn điên Tu Vô Cực. Hắn thất sách, không nghĩ tới, thế mà bị Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trốn được. Cứ như vậy, Tu La tộc, hắn là trở về không được. Hắn tiên tổ, là mệnh hồn thiên đình người, hắn có thể mượn băng huyền mệnh hồn điện huyết la đại trận tu luyện, tương đương, hắn cũng là mệnh hồn thiên đình tàn dư. Nếu là truyền đi, thiên cung chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Lúc trước hắn, là hoàn toàn chắc chắn, có thể đem tất cả mọi người lưu lại, cho nên không tỉ hiểm chút nào đem tất cả bí mật, nói ra. Hiện tại, hắn hối hận muốn chết. Sớm biết Lục Minh quỷ dị như vậy, hắn liền không nên nói ra tất cả bí mật. Mục Vân, Lăng Vũ Vi, chờ ta triệt để hóa thành huyết Tu La, là ngày chết của các ngươi, hy vọng các ngươi không cần vội vã rời đi băng huyền mệnh hồn điện. Tu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn không chỉ có muốn giết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, giết người diệt khẩu, còn muốn lấy được Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, đây đối với phía sau hắn kế hoạch, phi thường trọng yếu. Sau đó, hắn lui trở về huyết la đại trận chỗ sâu, bắt đầu toàn lực tu luyện, mượn nhờ huyết la đại trận, hướng về huyết Tu La phương hướng tiến hóa. Mà Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, rời đi mảnh này đầm lầy, bay thẳng đến được, phi hành rất lâu sau đó, hai người mới ngừng lại được. Mục Vân, một lần này, đa tạ. Lăng Vũ Vi sắc mặt, vẫn còn có một số hồng nhuận phơn phớt, hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Trước đó ngươi giúp ta một lần, ta cứu ngươi một lần, phải. Lục Minh cười một tiếng. Không nghĩ tới, Tu Vô Cực tiên tổ, lại là mệnh hồn thiên đình đại nhân vật,
Xem ra, trước ngươi là cố ý hợp tác với chúng ta, mục đích là lợi dụng chúng ta, giúp hắn tu luyện thành huyết tu la, lấy được mệnh hồn thiên đình bảo vật. Lăng Vũ Vi âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt có chút khó coi. Lần này, thật sự có chút nguy hiểm, cũng không biết Lục Minh dùng phương pháp gì, thế mà có thể phá ra huyết tu la lực lượng. Lăng Vũ Vi tò mò trên dưới dò xét Lục Minh. Chẳng lẽ, Lục Minh nắm giữ lấy so huyết tu la cao cấp hơn lực lượng? Lăng Vũ Vi tâm lý miên man bất định. Lục Minh đương nhiên sẽ không giải thích nhiều, sau đó, hai người tìm một chỗ vắng vẻ, nghỉ ngơi. Lăng Vũ Vi mặc dù đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng là liên tục sử dụng mang huyết tinh linh vương cung, hao tổn cũng phi thường lớn, cần hào hào khôi phục. Lục Minh không cần làm sao nghỉ ngơi, mà là xuất ra mấy cái chữ vật giới chỉ, dọn dẹp. Mấy cái này chữ vật giới chỉ, đều là ma ngạc tộc tộc trưởng, hình ma tông tông chủ lớn như vậy lão, bên trong cất giữ, quả nhiên vô cùng phong phú. Đủ loại thần binh, thần đan, tài liệu các loại, số lượng rất nhiều. Mà thần tinh số lượng, càng là khổng lồ. Những cái này thần tinh, Lục Minh thu sạch cùng một chỗ, định tìm một cái cơ hội, lấy ra mua sắm một nhóm ẩn chứa tinh thuần năng lượng bảo vật. Lúc đầu, Lục Minh nghĩ tìm xem một chút, có hữu dụng hay không được bí thuật, phát hiện những người này chữ vật giới chỉ bên trong, căn bản không có phổ thông bí thuật. Những cái này đại lão tinh lực, đều đặt ở bản nguyên bí thuật phía trên, phổ thông bí thuật, nhiều nhất chỉ tu luyện mấy loại phụ trợ loại hình, trên người không có phổ thông bí thuật, cũng bình thường. Để cho Lục Minh vui mừng, là vạn huyết quả. Mấy cái chữ vật giới chỉ bên trong, trọn vẹn tìm được mấy trăm vạn huyết quả, đây mới là đối Lục Minh có tác dụng to lớn bảo vật. Thu sạch đến một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Chờ Lục Minh toàn bộ dọn dẹp một lần, Lăng Vũ Vi cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống, chúng ta đi chỗ nào? Là rời đi, hay là tiếp tục dò xét? Lục Minh hỏi Lăng Vũ Vi. Ta nghĩ tiếp tục dò xét. Lăng Vũ Vi nói, băng huyền mệnh hồn điện, cực kỳ quỷ dị, nơi này người, làm sao sẽ toàn bộ hóa thành thây khô? Trong này ẩn chứa bí mật gì? Hơn nữa, băng huyền mệnh hồn điện bên trong, tựa hồ chưa từng xảy ra đại chiến, khắp nơi đều không có phát hiện đại chiến dấu vết, điều này nói rõ, nơi này năm đó không có bị thiên cung xâm lấn qua, nơi này, vô cùng có khả năng còn có số lớn bảo vật lưu lại, đặc biệt là 18 chấn điện thần binh. Nói đến phần sau, Lăng Vũ Vi mắt sáng lên. 18 chấn điện thần binh. Lục Minh lộ ra nghi hoặc. Không sai, 18 chấn điện thần binh, ta điều tra tư liệu, truyền thuyết, mệnh hồn thiên đình, trừ bỏ 4 đại chí bảo bên ngoài, còn có 18 chấn điện thần binh, mỗi một tòa mệnh hồn điện, đều có 2 thanh thần binh, đều là vô cùng kinh khủng bảo vật, vì vũ trụ đỉnh cấp thần binh, uy năng vô tận. Lăng Vũ Vi nói, nghe được lời này, Lục Minh con mắt, cũng tản mát ra đoạt mục quang huy. Không cần mặt khác hình dung, chỉ nghe, vũ trụ đỉnh cấp thần binh, mấy chữ này, liền biết đến cỡ nào bất phàm. Mà băng huyền mệnh hồn điện, không có bị xâm lấn dấu vết, cái kia 18 chấn điện thần binh, có phải hay không còn lưu lại nơi này? Lục Minh lập tức gật đầu, cha, nhất định phải tiếp tục dò xét. Hai người rời khỏi nơi này, đã tính toán một chút phương hướng, sau đó hướng về băng huyền mệnh hồn điện chỗ sâu đi. Tiếp đó, hai người phát hiện hết mấy chỗ di tích, những di tích này, có chút sụp đổ, nhưng cũng không phải là đại chiến tạo thành, mà là đi qua quá lâu tuế nguyệt, tự nhiên sụp đổ, ở những kiến trúc này bên trong, y nguyên phát hiện một chút thây khô. Thậm chí, bọn họ tại giã ngoại, cũng phát hiện đại lượng hoang thú thây khô. Ngay cả giã ngoại hoang thú, đều bị hút khô rồi tinh khí thần. Phảng phất tại lâu đời quá khứ, băng huyền mệnh hồn điện toàn bộ thế giới, tất cả sinh linh, đột nhiên bị hút khô rồi tinh khí thần một dạng. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa, bởi vì quá khứ quá xa xôi tuế nguyệt, bình thường bảo vật, đều linh tính mất hết, hai người cũng không có cái gì đại thu hoạch. Trong nháy mắt, hai người ở băng huyền mệnh hồn điện, đã đi vòng vo 7 ngày. Một ngày này, hai người đang ở phi hành, bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì, bọn họ cảm giác được, thể nội mệnh hồn nguyên thạch, ở nhỏ nhẹ nhảy lên. Chuyện gì xảy ra, ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, đang không ngừng nhảy lên. Lăng Vũ Vi kinh ngạc, tâm niệm vừa động, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nổi lên, đang hơi rung động, phía trên, tản mát ra một cỗ kỳ diệu quang huy. Ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, cũng là như thế. Lục Minh lấy ra hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, phát hiện hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, cũng là dạng này, hơi hơi rung động, bị một tầng quang huy bao phủ. Bỗng nhiên, Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh nổi lên, nhìn về phía một cái phương hướng, lộ ra khát vọng biểu lộ. Cái kia phương hướng, có đồ vật ta khát vọng.
Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh nói, mắt lão phát ra đoạn mục quang huy, vừa nói, vẫn không quên hung hăng quét Lăng Vũ Vi trong tay mệnh hồn nguyên thạch phái phiến, lấp lóe tham lam. Mà Lăng Vũ Vi mệnh hồn nguyên thạch phái phiến, cũng có Thạch Linh nổi lên. Cái này Thạch Linh, cùng Lục Minh Thạch Linh, giống nhau như đúc, đồng dạng tham lam quét Lục Minh trong tay mệnh hồn nguyên thạch phái phiến, sau đó lời nói, cũng có cảm giác giống nhau. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi liếc nhau một cái. Hai người mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh, đều có cảm ứng, chẳng lẽ, ở phương hướng kia, thật sự có trọng yếu bảo vật. Đi, đi xem một chút. Lục Minh nói, thu hồi mệnh hồn nguyên thạch phái phiến. Lăng Vũ Vi cũng thu vào, hai người hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Theo hai người không ngừng tiến lên, bọn họ mệnh hồn nguyên thạch phái phiến, chấn động cũng càng ngày càng khoảng cách, ở trong thức hải của bọn họ, không ngừng rung động. Phía trước, khẳng định có phi phàm đồ vật, bằng không thì, mệnh hồn nguyên thạch phái phiến, sẽ không như thế, trong lòng hai người, không khỏi tràn ngập chờ mong. Sau mấy tiếng, rốt cục có trọng đại phát hiện. Phía trước bầu trời, hoàn toàn bị một tầng hào quang bao trùm. Hào quang, chia làm hai loại nhan sắc, một loại xích hồng, một loại thâm lam. Hai loại hào quang, bao trùm nửa bầu trời, cho dù cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy. Thật là bảo vật. Hai người lộ ra vẻ suy tư, nghĩ tới trước đó phiến kia đầm lầy. Trước đó, Tu Vô Cực cố ý bày bố, cũng là tạo thành có bảo vật hào quang ngất trời giả tượng, hấp dẫn những người khác tiến về, để số lớn cao thủ trên, chết tại nơi đó. Hiện tại, lại là bảo quang tràn ngập, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, không thể không nhiều chút tâm tư, cẩn thận một chút. Hai người thu liếm khí tức, tiếp tục hướng phía trước phi hành, sau đó, một tòa ngọn núi to lớn, xuất hiện ở hai người trước mắt. Ngọn núi này, cực kỳ hùng vĩ, không biết lớn bao nhiêu, cao vót thương khung, hai cái kia loại hào quang, chính là từ trên ngọn núi lan tràn ra. Bá bá bá, làm hai người đến gần thời điểm, phát hiện không ít thân ảnh, ở sơn phong bốn phía phi hành. Những cái này, cũng là ma loạn tinh vực cao thủ. Trước đó, Tu Vô Cực bày bố, cũng không có đem tất cả mọi người hấp dẫn đến, bởi vì, có chút khoảng cách quá xa, cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên, một phần khác người, bị hấp dẫn tới nơi này. Bất quá, bị hấp dẫn người tới chỗ này, tương đối ít hơn một chút, nhưng là, trong đó cũng không thiếu đáng sợ cường giả. Phía trước, một cái hồng bào lão giả đứng ở hư không, trường bào bay tán loạn, tản mát ra khí tức kinh khủng, rất nhiều người cùng cái này hồng bào lão giả kéo dài khoảng cách, không dám tới gần. Cái này hồng bào lão giả, là ma loạn tinh vực một vị nổi danh cường giả, một vị đỉnh cấp đại lão, thần hoàng thất trọng tồn tại. Nhưng là, những người này đứng ở sơn phong bốn phía, cũng không dám tới gần. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người bay gần, lại một lần nữa nhìn về phía đỉnh núi thời điểm, tâm lý chấn động mãnh liệt, con mắt không khỏi trừng lớn. Bởi vì, bọn họ thấy được một màn kinh người. Ở sơn phong các nơi, ngồi xếp bằng rất nhiều sinh linh. Những cái này sinh linh, có chút là hình thú, có chút là nhân hình, còn có chút, vì thực vật hình thái, nhưng là có một điểm giống nhau, kia liền là những cái này sinh linh, toàn bộ biến thành thây khô. Đúng vậy, toàn bộ hóa thành thây khô, tinh khí thần, bị rút ra. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, cả ngọn núi bên trên, đều là loại này thây khô. Khủng bố, quỷ dị, đáng sợ, tràn đầy thần bí. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trong mắt, đều tràn đầy kinh hãi. Những người này, rất rõ ràng đều là băng huyền mệnh hồn điện người, nhưng là vì cái gì sẽ như thế? Sơn phong bên trên những cái này sinh linh, không khó coi ra, là chủ động hội tụ ở đây. Những cái này sinh linh hội tụ ở sơn phong bốn phía, sau đó trong nháy mắt bị rút ra tinh khí thần. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt khác, ma loạn tinh vực những cái này đại lão, vì sao không dám leo núi? Chẳng lẽ ngọn núi phía trên, gặp nguy hiểm? Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng leo núi. Bất quá, đến nơi đây về sau, hai người mệnh hồn nguyên thạch phái phiến, đã chấn động phi thường kịch liệt, giống như muốn phá thể bay ra ngoài một dạng. Đáng giận, những cái này thây khô chết rồi, còn để lại bất diệt chiến hồn, thực sự là phiền phức. Cũng không phải, cái này đỉnh núi, khẳng định có vô thượng bảo vật a. Chung quanh, một số người nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, tham lam, phi thường nồng đậm. Bất diệt chiến hồn. Lục Minh trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Các ngươi, cùng ta cùng một chỗ, lại xông một lần. Giờ phút này, cái kia hồng bào lão giả, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lạnh lẽo như điện. Hồng ma tiền bối, chúng ta có thể liên thủ, nhưng là trước đó nói xong, một khi chúng ta vọt tới đỉnh núi,
phía trên bảo vật, cũng phải có chúng ta một phần. Một cái trung niên đại hán nói. À, có đúng không? Hồng bào lão giả mỉm cười, thoạt nhìn rất hòa ái, nhưng là sau một khắc, trong mắt của hắn sát cơ bùng lên, hắn thân hình, hóa thành một đạo hồng quang, đột nhiên hướng về kia trung niên đại hán đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, để kia trung niên đại hán, đều phản ứng không kịp. Phốc, huyết quang văng khắp nơi, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết bào lão giả móng vuốt, đã cào xuyên đại hán trung niên đỉnh đầu, hơn nữa đem đầu của hắn, vặn xuống. Ti ti ti, chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không tự lượng sức đồ vật, còn muốn cùng lão phu nói điều kiện, hiện tại, để cho các ngươi xuất thủ liền xuất thủ, rõ chưa? Hồng bào lão giả dữ tợn nói, tràn đầy sát cơ ánh mắt, đảo qua mỗi người, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sắc mặt không biến, mà những người khác là lộ ra vẻ sợ hãi. Ở đây thần hoàng thất trọng, chỉ có hồng bào lão giả một người, căn bản là không có cách cùng hồng bào lão giả chống lại. Mặc dù hiện trường có mấy cái thần hoàng lục trọng, nhưng là thần hoàng lục trọng cùng thần hoàng thất trọng, chênh lệch quá xa. Tranh thủ thời gian tới, theo lão phu đồng loạt ra tay. Hồng bào lão giả quát lạnh, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về hồng bào lão giả tới gần, dự định phối hợp hồng bào lão giả, đồng loạt ra tay. Bất quá, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người, lại không có động. Các ngươi hai cái, tự tìm cái chết. Áo bào đỏ ánh mắt của lão giả, quét về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, sát cơ thoáng hiện. Mặc dù, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tu vi, căn bản không có đặt ở tâm hắn bên trên, cũng không cảm thấy Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh có thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Nhưng là, hai người không nhìn mệnh lệnh của hắn, lại làm cho hắn tương đối khó chịu, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Ngươi, không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Lăng Vũ Vi thản nhiên nói. Cái gì, ta không có tư cách, ha ha ha. Hồng bào lão giả cười ha hả, nước mắt đều muốn bật cười. Một cái thần hoàng nhất trọng con tôm nhỏ, lại còn nói hắn không có tư cách mệnh lệnh đối phương. Thực sự là chuyện cười lớn. Không biết tự lượng sức mình, ngươi, đi giết hắn. Hồng bào lão giả một chỉ một cái thần hoàng tam trọng cao thủ. Tuân lệnh. Cái kia thần hoàng tam trọng cao thủ, vui vẻ lĩnh mệnh, sau đó thân hình bạo trùng mà ra, hướng về Lăng Vũ Vi lao đến. Nhưng là, khi hắn lao ra trong nháy mắt, Lục Minh cũng động, dậm chân mà ra, nghênh hướng người này. Tiểu tử, chỉ là chuẩn hoàng, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là không biết tự lượng sức mình, chết cho ta. Cái này thần hoàng tam trọng tồn tại, lộ ra dữ tợn nụ cười, một đao hướng về Lục Minh chém tới, phảng phất đã thấy Lục Minh bị chém làm hai nửa kết quả. Làm, Lục Minh một trường chém ra, nghênh hướng người này chiến đao. Một lần này, tất cả mọi người cười. Một cái chuẩn hoàng, lại còn muốn lấy tay không đón đỡ một cái chiến đao thần hoàng tam trọng cường giả, sợ không phải điên rồi à. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người nụ cười, đều cứng ngắc ở trên mặt. Làm, Lục Minh bàn tay, cùng thần hoàng tam trọng cường giả chiến đao, chính diện đụng vào nhau, sau đó, chuyển ra đồ sứ tan vỡ thanh âm. Đối phương chiến đao phía trên, phủ đầy tỉ mỉ vết sách, đụng một tiếng, nổ tung thành mảnh vỡ. Không chỉ là hắn chiến đao, chính bản thân hắn, cũng phủ đầy vết sách. À, người này phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, sau đó cả người cũng nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ, hoàn toàn chết đi. Cái này. Hiện trường, những người khác phát mộng rồi. Một cái thần hoàng tam trọng tồn tại, thế mà bị một cái chuẩn hoàng, một chiêu miểu sát, đây là có chuyện gì? Vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Hồng bào lão giả con ngươi, cũng rụt lại một hồi. Nguyên lai, là hai cái yêu nghiệt thiên kiêu. Hồng bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói, sau đó lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Ta biết các ngươi tới từ đại tộc, nhưng nơi này là ma loạn tinh vực. Ở chỗ này, các ngươi là lão hổ, cũng phải nằm sấp cho ta, làm trái ý lão phu, chỉ có một con đường chết. Oanh! Hồng bào lão giả trên người, bộc phát ra cường đại khí tức, như bài sơn đảo hải đồng dạng. Hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi ép tới. Hắn muốn đích thân xuất thủ, giải quyết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Nhưng lúc này, Lăng Vũ Vi lấy ra mang huyết tinh linh vương cung, phía sau xuất hiện một gốc đại thụ che trời, vô tận năng lượng, rót vào nàng thể nội, nàng kéo một phát dây cung, một chi màu xanh biếc mũi tên, nổi lên, nhắm ngay hồng bào lão giả. Hồng bào lão giả thân thể, trong nháy mắt căng cứng, phảng phất bị một tôn khủng bố tồn tại theo dõi. Lăng Vũ Vi mũi tên mang cho hắn nguy cơ mãnh liệt. Hắn thân hình, không khỏi ngừng lại, trong mắt tích lưu lưu chuyển động mấy lần. Ha ha, quả nhiên là hậu sinh khảo ý,
Được rồi, lão phu tuổi đã cao, cũng không giống như các ngươi kiến thức, các ngươi tự tiện a, những người khác, cùng lão phu cùng một chỗ xông. Hồng bào lão già cười ha ha một tiếng, bản thân tìm một cái hạ bậc thang. Đối mặt Lăng Vũ Vi, hắn có chút không có nắm chắc, dứt khoát từ bỏ động thủ. Những người khác, có thể không dám vi phạm hồng bào lão già mệnh lệnh, đi theo hồng bào lão già, hướng về Sơn Phong phóng đi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, nhìn chăm chú lên Sơn Phong, muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hồng bào lão già đám người phi thường cẩn thận, bằng tốc độ kinh người, hướng về đỉnh núi phóng đi. Nhưng là, khi bọn hắn bay vào Sơn Phong trong phạm vi thời điểm, những cái kia không có một chút động tĩnh thây khô, trên người bỗng nhiên hiện ra u quang. Chiến, chiến, chiến. Giết, giết, giết. Khủng bố hét hò truyền khắp thiên địa, phảng phất thiên quân vạn mã đồng dạng, sau đó, những cái kia thây khô trên người, chạy ra khỏi từng đạo hình bóng. Những cái bóng này, chính là những cái kia cường giả lưu lại bất diệt chiến hồn, tựa hồ là trấn thủ ở đây, một khi ngoại địch xâm lấn, những cái này bất diệt chiến hồn, cũng sẽ bị dẫn động. Trong chớp mắt, tối thiểu có mấy trăm chiến hồn, xông về hồng bào lão giả đám người, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, phát động mãnh liệt tiến công. Những cái này chiến hồn thực lực, phi thường cường đại, một chút tu vi chưa đủ, trực tiếp bị đánh giết. Hồng bào lão giả gầm thét, khí tức cuồng bạo, thần lực sôi trào, triển khai phản kích. Nhưng là, hắn công kích, đối với những cái này chiến hồn mà nói, tựa hồ tác dụng không lớn, cường đại lực lượng đánh vào những cái này chiến hồn bên trên, những cái này chiến hồn thân thể chỉ là lóe lên mấy lần, liền giống như là không có việc gì đồng dạng, tiếp tục vồ giết về phía hồng bào lão giả đám người. Cuối cùng, trừ bỏ hồng bào lão giả, những người khác bị thương, ho ra máu mà lui. Cho dù là hồng bào lão giả, cũng không chịu nổi, hắn ra sức trùng kích, chạy ra khỏi một khoảng cách, nhưng là, lại xuất hiện càng kinh khủng hơn chiến hồn, để hồng bào lão giả quá sợ hãi, vội vàng lui lại, thối lui ra khỏi đỉnh núi phạm vi. Bọn họ rời khỏi đỉnh núi phạm vi về sau, những cái kia bất diệt chiến hồn, một lần nữa hóa thành từng đạo u quang, chui vào đến cái kia chút thây khô thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ bất diệt chiến hồn, thực lực phi thường kinh người. Lăng Vũ Vi nói nhỏ, sắc mặt nghiêm túc. Thông qua trước đó ngắn ngủi giao thủ, bọn họ đó có thể thấy được, những cái kia chiến hồn, thực lực phi thường kinh người, hơn nữa tựa hồ càng gần sát Sơn Phong, những cái kia chiến hồn thực lực, lại càng đáng sợ. Mà ở phía trên, có thể ngồi xếp bằng không biết bao nhiêu cái thây khô đây, kia có bao nhiêu thiếu kinh khủng chiến hồn. Đặc biệt là xa xa nhìn tới, còn có thể nhìn thấy đỉnh núi, cũng có một chút thân ảnh ngồi xếp bằng, những cái kia, nên khủng bố cỡ nào. Hiển nhiên, những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Đáng giận a, chỉ có bảo vật, lại không thể lấy được. Có người thở dài. Trước mắt để đó bảo sơn, lại không thể cầm, tâm lý thực sự khó chịu. Một đám người vây quanh Sơn Phong, hướng về đỉnh núi thượng tán phát bảo quang, dương mắt nhìn. Bất quá, giờ phút này Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, lại cảm giác, thể nội mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, rung động càng ngày càng lợi hại, giống như tùy thời muốn phá thể mà ra, bay ra ngoài. Tựa hồ bên ngoài, có đồ vật gì, đối bọn hắn có cường đại lực hấp dẫn. Bảo vật, đều là bảo vật, Lục Minh, những cái này bất diệt chiến hồn, đều là bảo vật a. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh kêu to, đương nhiên, chỉ có Lục Minh có thể nghe được. Những cái này bất diệt chiến hồn, đều là bảo vật. Là như thế nào bảo vật pháp? Lục Minh kinh ngạc hỏi. Dùng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, có thể đem những cái này bất diệt chiến hồn thu nhập trong đó, vì ngươi sử dụng, phải biết, mệnh hồn nguyên thạch, thế nhưng là mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo một trong, mỗi một loại, đều có đặc thù công hiệu, mệnh hồn nguyên thạch, có thể nói là mệnh hồn thiên đình biểu tượng, những cái này mệnh hồn thiên đình cường giả lưu lại bất diệt chiến hồn, có thể chứa trong đó. Có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến càng nhiều, có thể chứa càng nhiều. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh giải thích nói. Lục Minh mắt sáng rực lên, trái tim đông 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 nhảy lên, liền hô hấp, đều dồn dập lên. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, thế mà có thể hấp thu những cái kia bất diệt chiến hồn. Vừa rồi bất diệt chiến hồn uy lực, Lục Minh thế nhưng là nhìn trong mắt. Hồng bào lão giả đám người, chỉ là vừa vọt tới ngọn núi phía trên mà thôi, liền bị những cái kia bất diệt chiến hồn đả thương, còn không có xông ra bao nhiêu đường đây, lại hướng lên, bất diệt chiến hồn thực lực, khủng bố càng thêm khủng bố. Nếu là có thể đem những cái này bất diệt chiến hồn bỏ vào trong túi, đó là một cỗ mạnh bao nhiêu chiến lực. Như thế nào mới có thể hấp thu những cái kia bất diệt chiến hồn? Lục Minh hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần tay cầm mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, đưa vào ngươi lực lượng kích phát, khi tới gần bất diệt chiến hồn khoảng cách nhất định,
liền có thể đem bất diệt chiến hồn hút đi vào, những cái kia bất diệt chiến hồn, tuyệt đối sẽ không chống cự. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh nói. Tốt. Lục Minh gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía Lăng Vũ Vi, cũng vừa đẹp mắt đến Lăng Vũ Vi nhìn phía hắn. Là hắn biết, Lăng Vũ Vi khẳng định cũng biết bí mật này, nàng Thạch Linh khẳng định cũng sẽ nói cho hắn biết. Ra tay đi. Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, sau đó, hai người thân hình lóe lên, đột nhiên hướng về Sơn Phong phóng đi. Hồng Bào lão giả đám người, nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi phóng tới Sơn Phong, bất quá cũng không có người ngăn cản, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, cho rằng có chút thực lực, liền có thể xông lên. Đoán chừng là tự tin quá mức, chờ một chút bị những cái kia chiến hồn bất diệt vây quanh, chỉ có khóc. Ha ha, chết ở phía trên là tốt nhất. Rất nhiều người châm chọc khiêu khích, nhưng là rất nhanh, nói không ra lời. Hồng Bào lão giả đám người, nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi phóng tới Sơn Phong, không khỏi châm chọc khiêu khích, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền ngậm miệng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, mới vừa xông vào đỉnh núi Phạm Vi lúc, những cái kia thây khô trên người, cùng trước đó một dạng, hiện ra u quang, sau đó nguyên một đám bất diệt chiến hồn vọt ra, vồ giết về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Lúc này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trong tay, phân biệt xuất hiện một cái tinh thạch. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Là mấy cái bất diệt chiến hồn, tới gần Lục Minh thời điểm, lập tức ngừng lại, có thể thấy rõ ràng, bất diệt chiến hồn trên mặt, lộ ra dễ chịu cùng kính sợ biểu lộ, sau đó hóa thành một đạo u quang, xông vào mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh mơ hồ có thể cảm giác được, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, nhiều một chút đồ vật. Một bên khác, Lăng Vũ Vi cũng giống vậy, tới gần nàng mấy cái bất diệt chiến hồn, trực tiếp vọt vào nàng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong. Cái này, Hồng Bào lão giả đám người, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Trong tay bọn họ tinh thạch là cái gì, vì cái gì có thể hấp thu bất diệt chiến hồn? Những cái kia bất diệt chiến hồn bị hấp thu, chẳng lẽ có thể vì bọn họ sử dụng? Kia không phải là trong truyền thuyết mệnh hồn nguyên thạch toái phiến A. Đám người, có một thanh âm truyền ra, làm cho tất cả mọi người tâm lý chấn động mãnh liệt. Đồng loạt, ánh mắt mọi người, đều hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trên. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, rất nhiều người đều nghe nói qua, chỉ là không có gặp qua. Nghe lời nói này, không thể không khiến bọn họ miên man bất định. Băng huyền mệnh hồn điện, tại sao sẽ đột nhiên hiện thế? Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trong tay tinh thạch, vì sao có thể khiến cho những cái kia bất diệt chiến hồn lộ ra dễ chịu cùng kính sợ biểu lộ? Có lẽ thật là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Truyền thuyết, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến là tìm kiếm mệnh hồn thiên đình mấu chốt. Trong mắt của bọn hắn, lộ ra hỏa nhiệt chi sắc, tất cả đều là tham lam chi quang. Nếu có thể đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cướp lấy, có phải hay không có cơ hội tìm được mệnh hồn thiên đình, thu hoạch được mệnh hồn thiên đình truyền thừa? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là ta. Bị ta gặp được, nhất định là ta. Từng tiếng gào thét truyền ra, tất cả mọi người, đều điên cuồng hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi vọt tới. Tự tìm cái chết, cho bản tọa lăn. Hồng Bào lão giả quát lạnh, nhức mắt hồng quang bắn ra, như từng thanh lợi kiếm đồng dạng, đâm thủng bầu trời. Tất cả bị đâm người, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, chết tại chỗ. Những người khác hoảng hốt, cùng Hồng Bào lão giả kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn không muốn từ bỏ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, tiếp tục xông về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Hướng lên phía trên đi. Lục Minh khẽ quát một tiếng, hướng về trên ngọn núi phóng đi, Lăng Vũ Vi theo sát phía sau. Bên cạnh, những cái kia bất diệt chiến hồn, căn bản đối Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, không tạo được ảnh hưởng, những cái kia xông tới, có chút sợ hãi dừng lại, có chút vọt thẳng vào mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong. Trong chớp mắt, hai người liền chạy ra khỏi mấy vạn mét khoảng cách. Bậc này Hồng Bào lão giả đám người xông vào đỉnh núi Phạm Vi về sau, những cái kia bất diệt chiến hồn, điên cuồng xông về bọn họ, Hồng Bào lão giả đám người căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể lui lại, có ít người là vĩnh viễn lưu tại ngọn núi phía trên. Đáng chết, ta xem các ngươi có thể đợi tới khi nào, các ngươi xuống núi thời điểm, các ngươi tử kỳ. Hồng Bào lão giả gầm thét, sát cơ lạnh lẽo như đao. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cười nhạt, nói thật, căn bản không có đem Hồng Bào lão giả để vào mắt. Hồng Bào lão già tuy mạnh, nhưng là bọn họ đều là có đại sát khí, dùng ra đại sát khí, hai người liên thủ, thì sợ gì Hồng Bào lão già. Hai người tập trung tinh thần,
tay nâng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, phóng tới những cái kia bất diệt chiến hồn. Những cái kia bất diệt chiến hồn, chỉ cần khẽ dựa gần mệnh hồn nguyên thạch toái phiến 10 mét phạm vi bên trong, mặc kệ tu vi cao thấp, đều sẽ xông vào mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong. Chỉ là vài phút, Lục Minh liền thu gần 100 cái bất diệt chiến hồn. Cái này khiến Hồng Bào lão giả đám người nhìn đỏ mắt không thôi. Hưu. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo huyết quang cấp tốc hướng về bên này vọt tới, tốc độ phi thường kinh người. Sau một khắc, huyết quang thu vào, lộ ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Tu Vô Cực. Lục Minh ánh mắt quét qua, hiện lên một sợi hàn quang, người tới chính là Tu Vô Cực. Hiện tại Tu Vô Cực toàn thân bị một tầng huyết quang bao phủ, bề ngoài cũng cùng trước đó có không ít biến hóa. Trước kia là ba đầu sáu tay, hiện tại cùng nhân tộc không có khác gì, chỉ có một cái đầu lâu cùng hai đầu cánh tay, duy nhất dị dạng chính là mi tâm của hắn nhiều hơn một chiếc mắt nằm dọc. Ngược lại là cùng tam nhãn tộc có chút tương tự. Mà hắn khí tức cũng so trước kia cuồng bạo rất nhiều, thình lình đã đạt đến thần hoàng nhất trọng cảnh. Hắn cũng nhìn thấy Sơn Phong Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Các ngươi tự tìm cái chết, bất diệt chiến hồn là ta. Nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đang ở thu thập bất diệt chiến hồn, Tu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra kinh khủng sát cơ, trực tiếp hướng về Sơn Phong phóng đi. Mà Hồng Bào lão giả đám người chính ngăn tại trước mặt hắn. Tất cả đều cút ngay cho ta. Tu Vô Cực đối Hồng Bào lão giả đám người quát lạnh. Hồng Bào lão giả đám người giận. Lúc đầu chỉ có bảo vật không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi ở trên núi thu thập bất diệt chiến hồn, trong lòng của những người này đều cực kỳ khó chịu. Hiện tại đây, lại toát ra một thanh niên, lại dám dạng này quát lớn bọn họ, cái này khiến trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu. Ở đâu ra tiểu tạp toái, dám không coi ai ra gì, ta đánh chết ngươi. Một cái thần hoàng tam trọng lão giả hét lớn, biểu tình vẻ dữ tợn, hướng về Tu Vô Cực vọt tới, một trường hướng về Tu Vô Cực vỗ tới. Trường ấn gào thét, như một tòa núi nhỏ, áp hướng Tu Vô Cực. Giết! Tu Vô Cực sát cơ, giống như đại dương, thét dài một tiếng, trong tay huyết quang ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra. Phốc! Thần hoàng tam trọng lão giả đánh ra trường ấn, trực tiếp bị chém thành hai nửa, kiếm quang không ngừng, đem lão giả lực phách. Thần hoàng tam trọng lão giả liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị chém giết. Cái này, những người khác tâm lý chấn động mãnh liệt, lại là một tôn yêu nghiệt, cùng trước đó Lục Minh một dạng, một chiêu miểu sát một vị thần hoàng tam trọng tồn tại. Hôm nay, yêu nghiệt làm sao nhiều như vậy? Đây chính là huyết tu la lực lượng sao? Ngọn núi phía trên, Lăng Vũ Vi nói nhỏ. Nhìn Tu Vô Cực trạng thái, rất có thể đã thành công, tiến hóa thành huyết tu la. Giết, giết, giết. Tu Vô Cực sát cơ, thực sự quá nặng đi, giết một người người, hắn sát niệm, trở nên mạnh hơn, trong miệng bảo hống, vung vẩy huyết kiếm, xông về đám người. Kiếm quang bùng lên, trong nháy mắt lại có mấy người bị chém giết. Đáng chết, tiểu tử này điên. Đánh chết hắn. Có mấy cái thần hoàng ngũ trọng, thần hoàng lục trọng tồn tại gầm thét, thần lực bộc phát, đánh tới Tu Vô Cực. Bực này nhân vật vừa ra tay, phi thường khủng bố, để Tu Vô Cực cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Nhưng là, đối diện nguy cơ, Tu Vô Cực ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Huyết kiếm trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm gãy. Một thanh chỉ có nửa đoạn Tu La Vương kiếm. Tu Vô Cực trong mắt đỏ như máu, tất cả đều là sát cơ. Tu La tộc, vốn chính là vệ sát chủng tộc, hắn hóa thành huyết Tu La về sau, sát cơ càng nặng. Giết! 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 Tu Vô Cực hét lớn, trong tay một nửa Tu La Vương kiếm, bạo trảm mà ra. Cái này một nửa Tu La Vương kiếm, là kinh khủng đại sát khí, cùng Lăng Vũ Vi trong tay mang huyết tinh linh vương cung, là giống nhau. Lập tức, kiếm quang bạo tạc, kinh khủng kiếm quang, bổ ra không gian vũ trụ, phá mở tất cả công kích và phòng ngự, chạm tại những cái kia cường giả trên người. A! À, từng tiếng kêu thảm vang lên, bất kể là thần hoàng ngũ trọng, hay là thần hoàng lục trọng, đều khó mà chống đối Tu La Vương kiếm công kích, thân thể bị xé nứt, bị chém thành hai nửa, kinh khủng lực lượng hủy diệt, phá diệt bọn hắn tất cả sinh cơ. Trong nháy mắt, thì có vượt qua 10 cái cao thủ, bị Tu Vô Cực chém giết. Những người còn lại, kém chút dọa chết tươi, điên cuồng lui lại. Giết! Tu Vô Cực sát niệm ngập trời, không muốn buông tha những người này, tiếp tục hướng về những người này đánh tới. Tế điện máu của ta Tu La lực lượng, là vinh hạnh của các ngươi, chết đi cho ta. Tu Vô Cực thanh âm lạnh lùng truyền khắp bát phương, kiếm quang không ngừng chém ra,
lại có mấy người cao thủ, bị hắn chém giết, cuối cùng, hắn đánh tới Hồng Bào lão giả. Oanh! Hồng Bào lão giả ra tay toàn lực, cùng hắn đối một chiêu, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, Hồng Bào lão giả phi thân nhanh chóng thối lui, trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một đạo vết máu. Bất quá, Tu Vô Cực cũng bị hắn chặn lại, đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Hồng Bào lão giả sắc mặt, vô cùng ngưng trọng, trong mơ hồ mang theo kinh hãi, hiển nhiên là bị Tu Vô Cực thực lực kinh trụ. Lão gia hỏa, chết cho ta. Tu Vô Cực bị Hồng Bào lão giả ngăn trở, càng kích phát sát cơ của hắn, lại muốn hướng về lấy Hồng Bào lão giả đánh tới, bất quá Hồng Bào lão giả cũng không muốn cùng hắn đại chiến, trực tiếp quay người chạy trốn. Tu Vô Cực sát niệm tuy nặng, lại không có mất lý trí, gặp Hồng Bào lão giả chạy trốn, cũng liền dừng lại không có truy kích. Dù sao, mục tiêu của hắn, là ngọn núi này, là bất diệt chiến hồn, là Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Hiện tại, đến phiên hai người các ngươi. Tu Vô Cực nhìn phía Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh, ánh mắt hiện lên dữ tợn sát cơ, thả người nhảy lên, hướng về sơn phong vọt tới. Trong tay hắn, đồng dạng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, những cái kia bất diệt chiến hồn phóng tới hắn, đồng dạng bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến hấp thu. Tốc độ của hắn rất nhanh, thông suốt, không ngừng hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tới gần, làm khoảng cách của song phương, ở vạn mét bên trong thời điểm, trong tay hắn một nửa Tu La Vương kiếm, hướng về hai người chém tới. Cuồn cuộn kiếm quang, hướng về hai người chém tới, uy năng kinh thiên động địa. Lục Minh lấy ra Liệt Phong Châu, Lăng Vũ Vi lấy ra mang huyết tinh linh vương cung, chuẩn bị đánh trả. Bất quá, ngọn núi phía trên, khắp nơi tràn đầy bất diệt chiến hồn, Tu Vô Cực kiếm quang, mới vừa bay ra ngoài không bao xa, liền bị rất nhiều chiến hồn chặn lại. Những cái này chiến hồn thực lực, đều phi thường kinh người, dễ dàng chặn lại Tu Vô Cực kiếm quang, một chút việc đều không có. Trên tay bọn họ nếu không phải là có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chỉ sợ sớm đã bị những cái này bất diệt chiến hồn xé rách thành mảnh vỡ. Hừ, thấy như thế, Tu Vô Cực lạnh rên một tiếng, tiếp tục phóng tới Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Mà Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, là tiếp tục phóng tới đỉnh núi, dọc theo đường không ngừng thu thập bất diệt chiến hồn. Tu Vô Cực lại liên tục xuất thủ muốn ứng phó Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, nhưng là công kích vừa bay ra đi, liền bị bất diệt chiến hồn chặn lại, bất diệt chiến hồn nhiều lắm, công kích căn bản công không đến Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi nơi đó. Đáng giận a! Nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi không ngừng thu thập bất diệt chiến hồn, Tu Vô Cực cũng có chút nóng nảy, cuối cùng dứt khoát không công kích Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, cũng chuyên tâm thu thập bất diệt chiến hồn. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi vui như thế, tự nhiên càng thêm chuyên tâm thu thập bất diệt chiến hồn. Ngọn núi phía trên, bất diệt chiến hồn số lượng nhiều kinh người, tối thiểu ở 10 vạn trở lên. Ba người không ngừng thu thập, bất diệt chiến hồn, số lượng chậm rãi nhỏ đi. Cuối cùng, bọn họ những cái kia cấp thấp bất diệt chiến hồn, đều chẳng muốn thu thập, hướng đỉnh núi đi, chuyên môn thu thập những cái kia cao cấp. Tới gần đỉnh núi, bất diệt chiến hồn số lượng dần dần thiếu, nhưng là từng cái, đều càng thêm khủng bố. Mỗi một cái bất diệt chiến hồn tản mát ra khí tức, đều bị Lục Minh chấn kinh, phảng phất như vũ trụ đồng dạng, cuồn cuộn khó lường. Không cần phải nói, có thể hình thành những cái này bất diệt chiến hồn sinh linh, khi còn sống tuyệt đối kinh khủng không tưởng nổi. Đáng tiếc, cuối cùng đều hóa thành thây khô, đều không biết làm sao chết. Hai giờ sau, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, Tu Vô Cực ba người, mỗi người tối thiểu góp nhặt 2 vạn cái bất diệt chiến hồn. Lúc này, Lục Minh có loại cảm giác, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tựa hồ sắp báo mãn, không hấp thu được nhiều lắm. Lục Minh ba người, trực tiếp xông về phía sơn phong cao nhất bên trên. Ở đỉnh núi, là một khối đất bằng, ở trên đất bằng, chỉ có 8 đạo thân ảnh. Đây là 8 cái hình thái không hề giống nhau sinh linh, làm thành một vòng tròn, đồng dạng, cái này 8 cái sinh linh, cũng đều hóa thành thây khô, không có chút khí tức nào. Bất quá, Lục Minh ba người ánh mắt, trực tiếp lướt qua 8 cái sinh linh, rơi vào 8 cái sinh linh trung gian. Ở bọn họ trung gian, có 2 đạo quang mang, phóng lên tận trời. Xa như vậy nhìn từ xa đến đầy trời hào quang, chính là cái này 2 đạo quang mang chiếu rọi đi ra. Quang mang đầu nguồn, là 2 thanh thần binh. Một thanh chiến đao, một căn trắng như tuyết trường côn. 2 thanh thần binh phía trên, đều tản mát ra sâu không lường được khí tức. Lăng Vũ Vi con mắt, phát sáng lên. Chẳng lẽ, đây chính là mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh? Lăng Vũ Vi nói nhỏ, thanh âm đều có chút run rẩy. 18 chấn điện thần binh. Lục Minh trong lòng cũng là cuồng loạn, lúc trước hắn nghe Lăng Vũ Vi nói qua. 18 chấn điện thần binh, có thể nói là mệnh hồn thiên đình đỉnh cấp chí bảo, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ,
đều là đỉnh cấp, giá trị vô lượng. Mệnh hồn thiên đình chín đại mệnh hồn điện, từng cái mệnh hồn điện đều có hai thanh chấn điện thần binh. 18 chấn điện thần binh, theo thứ tự là 18 loại hình thái bất đồng vũ khí. Nơi này có đao cùng côn, hơn nữa thoạt nhìn như vậy bất phàm, vô cùng có khả năng là 18 chấn điện thần binh thứ hai. 18 chấn điện thần binh là ta. Tu Vô Cực trong mắt phát ra nóng bỏng quang huy, thân hình lóe lên, liền hướng hai thanh chấn điện thần binh tấn công đi. Nhưng là, cái kia 8 cái sinh linh trên người phát ra u quang, sau đó 8 cái bất diệt chiến hồn xuất hiện. Cái này 8 cái bất diệt chiến hồn khí tức phá lệ khủng bố, quả thực kinh thiên động địa, chỉ là một sợi khí tức phát ra, Lục Minh ba người trên thân giống như bị mấy trăm tinh cầu đè ép, kém chút thổ huyết. Ba người liền tranh thủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bày ở trước mắt, lực lượng không ngừng đưa vào bên trong mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, toàn lực thôi động. Ong ong, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến rung động dữ dội, có từng vòng quang huy lan tràn ra, tản mát ra huyền diệu khí tức. Cái kia 8 cái bất diệt chiến hồn, ánh mắt ở trên mệnh hồn nguyên thạch toái phiến liếc nhìn, lộ ra nghi hoặc. Cảm giác rất quen thuộc. Là mệnh hồn nguyên thạch sao? Mệnh hồn nguyên thạch, đã nát sao? Chúng ta bại sao? Nỉ non đồng dạng nói nhỏ, từ 8 cái bất diệt chiến hồn trong miệng truyền ra. 8 cái bất diệt chiến hồn, trong miệng thế mà phát ra nỉ non đồng dạng thanh âm, Lục Minh ba người kinh hãi. Chẳng lẽ, 8 cái bất diệt chiến hồn, còn giữ linh trí? Liền bất khả tư nghị, phải biết 8 cái này sinh linh, không biết chết bao nhiêu năm tháng, nếu như còn giữ linh trí, vậy thì đồng nghĩa với bất tử. Không đúng, ánh mắt của bọn hắn rất trống vắng, không giống như là có linh trí bộ dáng. Lục Minh nói, đích xác, 8 cái bất diệt chiến hồn, ánh mắt đều rất trống rỗng, cùng lúc trước bất diệt chiến hồn, không hề khác gì nhau. Có thể là 8 cái này sinh linh, khi còn sống quá mạnh, sau khi chết tạo thành bất diệt chiến hồn, còn bảo lưu lấy một chút bản năng a. Lăng Vũ Vi nói, Lục Minh gật gật đầu, rất có thể là dạng này. 8 cái bất diệt chiến hồn, ánh mắt trống rỗng, nhìn không ra có chút linh trí, có chút trí nhớ bộ dáng, trong miệng nỉ non, rất có thể là một loại bản năng. Nhìn thấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đi sau ra bản năng. Đem 8 cái này bất diệt chiến hồn thu thập. Lục Minh tâm lý, có một thanh âm ở giống to. 8 cái này bất diệt chiến hồn, tuyệt đối vô cùng khủng bố, thực lực nghịch thiên, nếu là có thể thu thập, cho mình sử dụng, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đụng. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng về trong đó một cái bất diệt chiến hồn đi đến. Cái kia bất diệt chiến hồn, không nhúc nhích, cũng không có hướng Lục Minh phát động tiến công. Lục Minh tâm lý đại định. Lúc đầu, hắn còn có chút tâm thần bất định đây, dù sao 8 cái này bất diệt chiến hồn thực lực, thực sự quá kinh khủng, hắn tâm lý có chút không chắc. Hiện tại có cơ sở, hắn tăng thêm tốc độ, tới gần cái kia bất diệt chiến hồn. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực thấy vậy, cũng nâng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, phân biệt tới gần một cái bất diệt chiến hồn. Rất nhanh, Lục Minh liền gần sát cái kia bất diệt chiến hồn trong vòng 10 thước. Ông! Lục Minh trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, rung động dữ dội lên, tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, muốn đem bất diệt chiến hồn, hấp dẫn đi vào. Nhưng là, bất diệt chiến hồn trên người, lại xuất hiện một cỗ kháng cự lực lượng, tựa hồ không muốn đi vào, muốn tránh thoát mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lực hấp dẫn. Đồng dạng, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực, cũng gặp phải giống nhau tình huống, bất diệt chiến hồn, đang cật lực kháng cự bọn họ. Đi vào cho ta. Lục Minh tâm lý quát nhẹ, đồng thời cấm kỵ chi lực, không ngừng rót vào mệnh hồn nguyên thạch bên trong, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lực hấp dẫn, đột nhiên tăng cường. Cái kia bất diệt chiến hồn trên người, một cỗ u quang không ngừng lay động, không ngừng lấp lóe, tựa hồ kháng cự không được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lực hấp dẫn, thân thể hướng về mệnh hồn nguyên thạch toái phiến không ngừng tới gần. Ước chừng sau một phút, soạt một tiếng, cái này bất diệt chiến hồn, hóa thành một đạo u quang, bay vào mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, thành công bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thu vào. Lục Minh là cái thứ nhất thành công. Ở Lục Minh sau khi thành công, ước chừng đi qua nửa phút, Tu Vô Cực cũng thành công, lại qua nửa phút, Lăng Vũ Vi mới thành công. Mà lúc này, Lục Minh đã góp nhặt 2 cái bất diệt chiến hồn. Cuối cùng, Lục Minh góp nhặt 3 cái bất diệt chiến hồn, Tu Vô Cực cũng khó khăn lắm góp nhặt 3 cái, Lăng Vũ Vi thu thập được 2 cái. 8 cái bất diệt chiến hồn, bị 3 người bọn họ chia cắt. Đáng giận. Tu Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Lục Minh. Lục Minh thu thập bất diệt chiến hồn tốc độ, thế mà còn nhanh hơn hắn, nhường hắn cực độ khó chịu. Hiện tại, không có bất diệt chiến hồn ngăn cản, xem các ngươi chết như thế nào.
Tu Vô Cực ánh mắt băng hàn hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Ngọn núi phía trên, còn rất nhiều bất diệt chiến hồn không có bị bọn họ thu thập, nhưng là nơi này là đỉnh núi, trên sườn núi những cái kia bất diệt chiến hồn, ở trong đó dù đáng, cũng không đi lên. Cho nên, đỉnh núi, ngược lại là rất trống trải. Tu Vô Cực, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Lăng Vũ Vi cầm trong tay mang huyết tinh linh vương cung, lực lượng rất đủ, không sợ Tu Vô Cực. Giết! Tu Vô Cực hét lớn, trực tiếp xuất thủ, cầm trong tay một nửa Tu La Vương kiếm, toàn thân tràn ngập nhức mắt huyết quang, đó là huyết Tu La lực lượng. Tu Vô Cực, bộc phát ra huyết Tu La lực lượng, cùng Tu La Vương kiếm sinh ra cộng minh. Ông! Một nửa Tu La Vương kiếm chấn động, kiếm khí gào thét, đâm rách mây xanh, mấy đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi chém tới. Hiu! Lăng Vũ Vi dương cung cài tên, phía sau xuất hiện một khỏa đại thụ che trời, vô tận năng lượng, rót vào nàng thể nội, tinh linh vương cung phía trên, một đạo mũi tên ngưng tụ mà ra, xuyên thủng hư không, bay ra ngoài. Oanh! Mũi tên, cùng kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, mũi tên cùng kiếm quang, đều không ngừng chấn động, cuối cùng song song biến mất. Mà Lục Minh, cũng dẫn dắt ra liệt phong châu bên trong năng lượng, liệt phong gào thét, cùng chém về phía kiếm quang của hắn, không ngừng va chạm, cuối cùng cũng thành công chặn lại. Lực lượng thật mạnh. Lục Minh ánh mắt, hơi hơi ngưng tụ. Tu Vô Cực phối hợp một nửa Tu La Vương kiếm chém ra kiếm quang, uy năng mạnh kinh người, hắn và Lăng Vũ Vi hai người đều dùng ra đại sát khí, cũng mới khó khăn lắm ngăn trở. Xem ra, Tu Vô Cực thật tiến hóa làm huyết Tu La lực lượng thôi động một nửa Tu La Vương kiếm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể khiến cho một nửa Tu La Vương kiếm uy lực, tốt hơn phát huy ra. Lăng Vũ Vi nói, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cũng đầy là ngưng trọng. Tu Vô Cực vốn là thực lực, liền vô cùng yêu nghiệt, hiện tại hóa thành huyết Tu La, không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng. Chỉ sợ toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đồng cấp một trận chiến, không có mấy người là Tu Vô Cực đối thủ. Hơn nữa, huyết Tu La lực lượng, có thể tốt hơn thôi động một nửa Tu La Vương kiếm, nhưng hắn thực lực, mạnh hơn. Sát sát sát, thấy không chém giết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, Tu Vô Cực sát niệm mạnh hơn, hắn không ngừng giống to, một nửa Tu La Vương kiếm, điên cuồng chém ra. Rậm rạp chằng chịt kiếm quang, chém về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, cũng thôi động đại sát khí, cùng đối phương đối kháng. Đỉnh núi, bộc phát kinh khủng chấn động. Bất quá, ngọn núi này, phi thường bất phàm, ba người như vậy đại chiến kịch liệt, kinh khí bốn phía, lại đối sơn phong không tạo được chút nào phá hư. Mà hai thanh kia thần binh, cũng lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, phát ra bảo quang, cũng mảy may không bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt, ba người liền giao phong mấy chục chiêu, càng đánh càng là kịch liệt, đại chiến đến gay cấn. Ba người riêng mình đại sát khí, đều bị thôi động đến cực hạn. Cuối cùng, ba kiện đại sát khí đều đã xảy ra dị biến. Đầu tiên, Tu Vô Cực một nửa Tu La Vương kiếm, thế mà phát ra gầm thét, hóa thành một tôn 999 cái đầu, 999 cái cánh tay Tu La Vương, lăng không đánh tới. Mà Lăng Vũ Vi trong tay mang huyết tinh linh vương cung, cũng đang thôi sán quang huy bên trong, hóa thành một tôn tinh linh vương, nghênh đón. Đồng thời, Lục Minh trong tay Liệt Phong Châu, thế mà cũng huyễn hóa ra một bóng người, chính là Lục Minh trước đó thấy qua, Liệt Phong Châu chủ nhân đạo kia thân ảnh, ấn tượng Tu La Vương, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Ba kiện đại sát khí bị thôi động cực hạn thời điểm, thế mà hiện hóa ra thân hình, bản thân đại chiến một chỗ. Không có ngoại lực, xem các ngươi chết như thế nào. Tu Vô Cực thét dài, tóc dài cuốn lên, huyết quang tràn ngập, trong tay hắn, ngưng tụ ra một cái huyết kiếm, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước người Lục Minh, một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Tu Vô Cực, một kiếm hướng về Lục Minh chém tới, mặc dù chỉ là thần hoàng nhất trọng Tu Vi, nhưng là uy lực lại mạnh dọa người, vừa ra tay, không gian bạo tạc, kiếm khí gào thét, huyết khí xông vào mũi, một cỗ áp lực kinh khủng, áp hướng Lục Minh. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, một kiếm này, cho Lục Minh mang tới nguy hiểm chí mạng. Lục Minh trong nháy mắt kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, toàn thân tế bào đều rung động, tất cả phổ thông bí thuật đều bộc phát ra đi ra. Đương nhiên, những cái này bí thuật đều ẩn mà không hiển. Chung quanh thân thể hắn, hiện ra một lớp hào quang mông lung, những cái này quang huy, tất cả đều là đủ loại phòng ngự loại bí thuật tạo thành. Còn có, hắn hai tay bên trên, cũng hiện ra một tầng quang huy, lại là đủ loại công kích loại bí thuật tạo thành. Ngay tại lúc đó, Lục Minh thi triển ra đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật, toàn lực đánh ra hai quyền.
Ầm ầm. Lục Minh nắm đấm, cùng Tu Vô Cực Huyết Kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cuồng bạo đáng sợ kinh khí, quét sạch bát phương, thôn phệ tất cả. Sau một khắc, một đạo thân hình nhanh lùi lại. Cái này nhanh lùi lại thân hình là Lục Minh. Hắn song quyền bên trên không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, một cổ kinh khủng kiếm khí phá mở hắn mỗi loại bí thuật, muốn xé rách hắn thân thể. Cuối cùng vẫn là bị Lục Minh chặn lại, nhưng hậu quả chính là Lục Minh trọn vẹn lui về sau vạn mét, song quyền của hắn bên trên xuất hiện hai đạo vết kiếm sâu, kém chút đem hắn nắm đấm phá mở. Thật đáng sợ lực lượng. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Tu Vô Cực lực lượng quả thực mạnh biến thái, ở hắn gặp được thiên kiêu bên trong tuyệt đối là biến thái nhất. Mới vừa giao phong bên trong, đối phương lực lượng trực tiếp xé rách hắn sở hữu phòng ngự, kém chút đem hắn nắm đấm chém ra. Ngay cả cấm kỵ chi lực đều bị vỡ ra đến. Đây cũng không phải nói cấm kỵ chi lực không như huyết tu la lực lượng, mà là Lục Minh tu vi yếu hơn đối phương quá nhiều. Một cái chuẩn hoàng, một cái thần hoàng, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ. Hơn nữa, huyết tu la lực lượng cũng là một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, tăng thêm Tu Vô Cực càng mạnh tu vi, phá mở cấm kỵ chi lực cũng là bình thường. Chất tốt cũng phải số lượng lớn, lượng không đủ cũng vô dụng. Hắn lại không biết, Tu Vô Cực càng thêm chấn kinh, càng thêm khó có thể tiếp nhận. Làm sao có thể, chỉ là chuẩn hoàng, sao có thể cản ta một chiêu mà bất tử, trong thiên hạ, làm sao có thể có chuẩn hoàng có thể ngăn ta một chiêu. Tu Vô Cực trong miệng phát ra gào thét, đều là khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận. Từ khi hắn tiến hóa thành huyết tu la về sau, hắn tự nhận là, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đồng cấp có thể đánh với hắn một trận, có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như thập cường chủng tộc cũng tìm không ra mấy cái. Lại càng không cần phải nói, tu vi so với hắn thấp. Hơn nữa, Lục Minh cùng hắn, vẫn là đại cảnh giới chênh lệch. Tu vi chênh lệch nhiều như vậy, lại còn có thể ngăn cản hắn công kích, mặc dù là hắn chiếm thượng phong, nhưng là hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được, chuyện này với hắn vô địch tín niệm, tạo thành đả kích cực lớn. Ta không tin, ta không tin, tiểu tử, ngươi đi chết đi, đi chết đi. Tu Vô Cực điên cuồng giống to, huyết tu la lực lượng, bị hắn bộc phát đến cực hạn. Soạt một tiếng, hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lại một lần nữa hướng về Lục Minh chém tới, uy lực, so trước đó càng mạnh. Nhưng lúc này, Lăng Vũ Vi đã xuất thủ, thi triển ra toàn lực, bắn ra một tiễn. Mũi tên phá không, phi thường khủng bố, lao thẳng tới Tu Vô Cực mặt. Lăng Vũ Vi cũng là yêu nghiệt thiên kiêu, đột phá thần hoàng cảnh về sau, thực lực cũng phi thường kinh người, đủ để đối Tu Vô Cực cấu thành uy hiếp chí mạng. Cho nên, hắn chỉ có thể dừng thân hình, vung kiếm chống đối Lăng Vũ Vi công kích. Cong một tiếng, mũi tên Lăng Vũ Vi bị hắn đánh bay ra ngoài. Bị như vậy chống đối, Lục Minh đã chậm lại, hắn nắm đấm bên trên vết thương đã khôi phục lại, đồng thời qua hắn kéo dài cố gắng, rốt cục kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Kích phát gấp 6 lần chiến lực, để Lục Minh thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong. Rầm rầm rầm, Lục Minh liên tục huy quyền, hư không bính diệt, từng đạo đáng sợ quyền kình hướng về Tu Vô Cực nghiền ép đi. Ta là huyết tu la, đồng cấp vô địch, tiểu tử, chết cho ta. Tu Vô Cực thét dài, huyết kiếm điên cuồng chém, sắc bén đáng sợ kiếm quang, dễ dàng đem Lục Minh quyền kình đem cắt ra. Lục Minh cho dù kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, y nguyên không phải Tu Vô Cực đối thủ. Tu Vô Cực, thật cực kỳ khủng bố, không phải nói mà thôi, đồng cấp bên trong, hắn thật đã đứng ở hồng hoang vũ trụ tối đỉnh phong, coi như thập cường chủng tộc, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Tu Vô Cực sánh ngang. Loại này tồn tại, thật 10 điểm khủng bố, Lục Minh muốn vượt qua đại cảnh giới mà chiến, thật quá khó khăn. Chuẩn hoàng cùng thần hoàng, chênh lệch quá lớn, ở tu vi rớt lại phía sau nhiều như vậy tình huống phía dưới, không địch lại, là phi thường bình thường. Còn tốt, có Lăng Vũ Vi tương trợ, Lăng Vũ Vi không ngừng bắn cung, từng đạo mũi tên, hướng về Tu Vô Cực bắn giết đi. Nhưng là, Lăng Vũ Vi, đồng dạng không phải Tu Vô Cực đối thủ. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực đồng cấp, trước kia, Lăng Vũ Vi đều hơi rớt lại phía sau đối phương một bậc, ở đối phương hóa thành huyết tu la về sau, càng thêm không địch lại. Tu Vô Cực liên tục xuất kiếm, không ngừng phá mở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi công kích, không ngừng tới gần Lục Minh. Tiểu tử, hôm nay, không ai có thể cứu ngươi, chết đi cho ta. Tu Vô Cực thét dài, sát cơ cường thịnh đến đỉnh điểm. Hắn đối Lục Minh, có ý quyết giết. Đó là bởi vì ghen ghét.
Lục Minh ở chuẩn hoàng cấp, thế mà liền có thể cùng hắn chống lại một phen, quá mức yêu nghiệt. Nếu như Lục Minh đột phá đến thần hoàng, cùng hắn đồng cấp, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Hắn không cho phép có loại này tồn tại xuất hiện, muốn ách giết tử trong trứng nước. Lục Minh tồn tại, là đối với hắn niềm tin vô địch, đả kích thật lớn. Muốn giết ta, muốn để ngươi thất vọng, vừa rồi, chỉ là thử xem ngươi huyết tu la lực lượng uy lực làm sao mà thôi, hiện tại, không chơi với ngươi nữa. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó trong lòng hơi động, trên cổ tay, cầu cầu tiếp tục nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp, mặc lên người. Lục Minh trừ bỏ Liệt Phong Châu, nhưng còn có cầu cầu. Cầu cầu hiện tại đã đạt tới thần hoàng tam trọng, hóa thành ngân sắc trường thương về sau, uy lực kinh người, coi như tu vô cực ở nghịch thiên, cầu cầu cũng có thể áp hắn một bậc. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cán ngân sắc trường thương. Hiu! Trường thương chấn động, một thương đâm ra ngoài, cùng tu vô cực huyết kiếm trong tay, đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt oanh minh bộc phát ra, tu vô cực huyết kiếm, rung động không thôi, không ngừng chấn động. Đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật. Lục Minh tay trái, đấm ra một quyền, hai loại đại sát chiêu, hóa thành hủy diệt phong bảo, quét sạch hướng tu vô cực. Tu vô cực thân thể chấn động, hộ thể huyết tu la lực lượng, kịch liệt rung động, bị Lục Minh lực lượng, phá nhập thể nội, hắn thân thể lùi gấp, sắc mặt trắng nhợt. Lục Minh không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào, ngân sắc trường thương, lại đâm ra ngoài. Đồng thời, tay trái cũng phát động công kích. Mà Lăng Vũ Vi cũng nắm lấy cơ hội, toàn lực bắn ra một tiễn. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, liên thủ phát động một kích mạnh nhất, sau đó, chủ yếu vẫn là có cầu cầu phối hợp, tu vô cực rốt cục ngăn cản không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, ho ra máu mà lui, toàn thân xương cốt gãy hơn 10 căn. Bất quá, hắn cũng đủ cường đại, phải biết, cầu cầu bây giờ là thần hoàng tam trọng, chiến lực, đã có thể đánh giết phổ thông thần hoàng ngũ trọng, hơn nữa còn tăng thêm Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, cũng chỉ là thụ thương. Bất quá, đây chỉ là một chiêu mà thôi, tiếp tục đánh, hắn như thường muốn chết. Tu vô cực cũng minh bạch đạo lý này. A, đáng chết, đáng chết. Tu vô cực tâm lý điên cuồng gào thét, ánh mắt đảo qua hai thanh kia thần binh, thân hình lóe lên, đột nhiên hướng về hai thanh thần binh đánh tới. Hắn không phải Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đối thủ, hắn biết rõ, muốn giết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, là không thể nào, cho nên, liền muốn đem hai kiện thần binh cầm vào tay. Nhưng là, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, sao lại nhường hắn đạt được, lại là một đợt công kích, công về phía tu vô cực, cắt đứt hắn con đường phía trước. Phốc! Lần này, tu vô cực bị một đạo ngân sắc mũi thương, đâm thủng thân thể, mang theo hắn bay ra mấy ngoài ngàn mét, để hắn phun máu phè phè. Đáng giận a! Tu vô cực gào thét không ngừng, trong mắt tất cả đều là không cam lòng, còn có sát cơ. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, xoay người rời đi, vọt thẳng ra đỉnh núi, xông vào sườn núi những cái kia bất diệt chiến hồn bên trong. Ở chiến hồn bên trong, Lục Minh bọn họ, liền không tốt đối với hắn công kích, bởi vì công kích phát ra về sau, sẽ bị những cái kia bất diệt chiến hồn ngăn trở. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thầm nói đáng tiếc, không thể giết tu vô cực. Mà trên bầu trời, ba kiện đại sát khí, y nguyên cháy bỏng đại chiến. Bất quá hai người lực chú ý, lập tức bị hai kiện thần binh hấp dẫn. Hai kiện thần binh, chúng ta một người một kiện, làm sao? Lăng Vũ Vi nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt bên trong, có chút tâm thần bất định. Hiện tại, Lục Minh có cầu cầu trợ giúp, thực lực thế nhưng là phía trên nàng, Lục Minh, sẽ đem một món trong đó thần binh, tặng cho nàng sao? Phải biết, cái này vô cùng có khả năng, là mệnh hồn thiên đình một trong 18 chấn điện thần binh, chân quý quá phận. Tốt, mỗi người một kiện. Lục Minh mỉm cười. Lăng Vũ Vi trong mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, lại nhiều một chút biến hóa. Nói thật, con đường đi tới này, Lục Minh cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng vị hôn phu này, thế mà ưu tú như vậy, ưu tú quá phận. So với nàng gặp qua bất kỳ một cái nào thiên kiêu, đều muốn ưu tú. Đây là phụ thân nàng, hoặc là nàng tộc nhân trong miệng phế vật. Không xứng với nàng. Hoang đường A, lấy Lục Minh thiên phú, thiên hạ có cô gái nào, là hắn không xứng với. Lăng Vũ Vi đột nhiên cảm giác được tâm lý có chút may mắn. May mắn một lần này bản thân tiến tới tìm Lục Minh, từ đó phát hiện Lục Minh để người khiếp sợ một mặt. Dù sao đều là phải lập gia đình, cùng gả cho thiên sứ tộc cái kia hoa hoa công tử, chẳng bằng gả cho hắn, hắc hắc. Lăng Vũ Vi trong đầu, truyền qua từng đạo suy nghĩ. Lục Minh nhưng không biết, Lăng Vũ Vi trong phút chốc, có nghĩ nhiều như vậy, hắn lên tiếng về sau,
liền hướng một món trong đó thần binh đánh tới. Là cây kia trắng như tuyết trường côn. Trong chớp mắt, Lục Minh liền xuất hiện ở tuyết bạch trường côn một bên, không có nhận mảy may trở ngại. Lục Minh một cái, bắt lấy tuyết bạch trường côn một mặt, muốn thu hồi. Nhưng, trắng như tuyết trường côn, không nhúc nhích tí nào. Làm sao không thu được, thu cho ta. Lục Minh hét lớn, y nguyên không thu được. Hơn nữa, trường côn rung động dữ dội lên, phảng phất có một cỗ bất khuất ý tứ, không nghĩ khuất phục Lục Minh, không muốn bị thu. Loại này cấp bậc thần binh, nào có dễ dàng như vậy thu hồi đến, ngươi cần sơ bộ chấn áp hắn, cô động hắn, lấy được hắn tán thành, dùng ra ngươi cấm kỵ chi lực a. Cốt ma truyền âm cho Lục Minh. Lục Minh gật gật đầu, sau một khắc, bàng bạc cấm kỵ chi lực, hướng về trường côn dũng mãnh lao tới. Thời điểm cấm kỵ chi lực vừa ra, trường côn chấn động, bỗng nhiên yếu bớt xuống tới. Hữu hiệu. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hữu hiệu là bình thường, vô hiệu mới là không bình thường, ngươi đây chính là cấm kỵ chi lực, lực lượng cao cấp nhất bên trong vũ trụ, này cũng còn không tán thành, còn có thể tán thành cái gì? Cốt ma nói. Lục Minh tập trung lực chú ý, không ngừng đưa vào cấm kỵ chi lực, muốn triệt để tin phục trường côn. Mà đổi thành một bên, Lăng Vũ Vi, tựa hồ nhận lấy đại phiền toái. Nàng nắm cây chiến đao kia một mặt, nhưng là cây chiến đao kia, không ngừng rung động. Ông! Cuối cùng, chiến đao mãnh liệt chấn động, một cỗ đáng sợ đao ý tản ra, Lăng Vũ Vi thân thể chấn động, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng, hàng không nổi thanh này chiến đao. Ha ha ha, Lăng Vũ Vi, liền bằng ngươi còn muốn thu lấy thanh này chiến đao, nằm mơ a, thanh này chiến đao, là ta. Giờ phút này, Tu Vô Cực lại vọt ra, xông về cây chiến đao kia. Hắn là nhìn đúng Lục Minh hiện tại không thể xuất thủ, muốn thừa cơ đem chiến đao bỏ vào trong túi. Tu Vô Cực, một cái nắm chặt chiến đao chui đao, nhưng là chiến đao đồng dạng chấn động kịch liệt. Ở ta huyết tu la lực lượng phía dưới, còn muốn phản kháng, chấn áp cho ta. Tu Vô Cực hét lớn, toàn thân huyết quang đại thịnh, nhức mắt huyết hồng sắc huyết quang, hoàn toàn đem chiến đao bao phủ ở bên trong. Chiến đao chấn động, lập tức nhỏ xuống. Bởi vậy có thể thấy được, huyết tu la lực lượng, cũng phi thường kinh người. Hừ, ngươi muốn thu lấy thần binh, hỏi qua ta sao? Lăng Vũ Vi khó chịu nói, liên tục bắn cung, hướng về Tu Vô Cực vọt tới. Tu Vô Cực đang toàn lực chấn áp chiến đao, phân không ra lực lượng đối kháng, lập tức bị một đạo mũi tên bắn trúng, phun máu phè phè. Lăng Vũ Vi tiếp tục mở cung, không ngừng có mũi tên bắn về phía Tu Vô Cực. Tự tìm cái chết. Tu Vô Cực gầm thét, thu hồi chấn áp chiến đao lực lượng, hóa thành một đạo huyết kiếm, liên tục chém ra, đem Lăng Vũ Vi mũi tên đánh bay. Nhưng là, hắn vừa thu lại lên lực lượng, đã mất đi huyết tu la lực chấn áp, cây chiến đao kia, lại rung động dữ dội lên. Đáng chết à. Tu Vô Cực cuồng nộ, chỉ có thể tiếp tục chấn áp chiến đao. Nhưng là hắn tiếp tục chấn áp chiến đao, Lăng Vũ Vi lại đối với hắn phát động tiến công, nhưng hắn nổi giận hết sức, cũng nôn nóng hết sức. Tiếp tục như vậy, nếu là Lục Minh so với hắn trước một bước thu phục trường côn, xuất thủ tới đối phó hắn, vậy hắn cũng đừng nghĩ lấy được chiến đao. Ta muốn giết ngươi. Tu Vô Cực gầm thét, sát cơ trùng tiêu, dứt khoát bỏ đi chiến đao, phóng tới Lăng Vũ Vi, muốn đánh giết Lăng Vũ Vi, nhưng là Lăng Vũ Vi trực tiếp trốn vào bất diệt chiến hồn bên trong. Tu Vô Cực càng ngày càng bảo, xông về Lục Minh, muốn ngồi Lục Minh chấn áp trường côn thời điểm, đánh giết Lục Minh. Tự tìm cái chết, cầu cầu, đi, giải quyết hắn. Lục Minh vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài, hóa thành ngân sắc trường thương, thẳng hướng Tu Vô Cực. Tu Vô Cực căn bản không phải cầu cầu đối thủ, mấy chiêu về sau, bị cầu cầu quét bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Tu Vô Cực quả thực muốn phát điên, bị cầu cầu đuổi theo phía sau cái mông chạy. Nhưng vào lúc này, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ kinh khủng nguy cơ bao phủ lại hắn, nhường hắn cả người lông tơ, chuẩn bị dựng đứng. Hiu! Ở sau Lục Minh, một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Lục Minh ám sát đi. Sắc bén, nhanh chóng, đáng sợ. Như vậy đột ngột một kiếm, đáng sợ như vậy một kiếm, đổi lại người bình thường, tuyệt đối ngăn không được, bởi vì không kịp chống đối. Nhưng là Lục Minh không phải người bình thường, hắn là cấm kỵ chi thể, hắn toàn thân mỗi một tế bào bên trong, đều ẩn chứa năng lượng cường đại, hắn toàn thân mỗi một cái địa phương, đều có thể phát động công kích. Oanh! Lục Minh phía sau lưng, cái ót, đột nhiên quang mang đại thịnh, cấm kỵ chi lực thôi động rất nhiều phòng ngự loại cùng công kích loại bí thuật, bộc phát ra. Ở Lục Minh mới vừa chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đạo kia kiếm quang,
liền chạm tại Lục Minh trên người, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Lục Minh cảm giác, hắn bộc phát ra bí thuật, bị kiếm quang không ngừng phá mở, cuối cùng, một sợi đáng sợ kình khí, chạm tại Lục Minh trên người, ở phía sau lưng của hắn, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, trận trận đau nhói, truyền khắp toàn thân. Cách đó không xa, Cầu Cầu kinh hãi, không lo được truy sát Tu Vô Cực, hóa thành một đạo mũi thương, cấp tốc hướng về Lục Minh bay tới. Mà Lục Minh lúc này, rốt cục thấy được đằng sau người đánh lén hắn là ai. Nhìn thấy bóng người này, Lục Minh trong mắt, tràn đầy ngoài ý muốn. Đế Kiếm Nhất, cái người đánh lén hắn, lại là Đế Kiếm Nhất. Đế Kiếm Nhất, bạch bào áo trắng, dậm chân mà đến, những cái kia bất diệt chiến hồn, thế mà không đi công kích hắn, bởi vì, trong tay hắn, cũng có một khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Mà ở bên người Đế Kiếm Nhất, còn có một người. Một nữ tử, một cái nghiêng ngước nghiêng thành nữ tử. Nữ tử này, Lục Minh cũng nhận biết. Ám Dạ Sắc Vi. Lục Minh thật vô cùng kinh ngạc, vô cùng ngoài ý muốn. Đầu tiên hắn ngoài ý muốn chính là, Đế Kiếm Nhất làm sao sẽ cùng Ám Dạ Sắc Vi, đi cùng một chỗ. Mặt khác, Đế Kiếm Nhất cùng Ám Dạ Sắc Vi, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xem ra, hai người đều có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bằng không thì không có khả năng leo lên ngọn núi này. Đế Kiếm Nhất ánh mắt như kiếm, cường đại kiếm ý khóa chặt Lục Minh, giống như lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích một dạng. Hơn nữa, hắn tản mát ra khí tức, cũng phi thường đáng sợ, lại đã đạt tới thần hoàng nhất trọng cảnh. Nghĩ đến, khoảng thời gian này, Đế Kiếm Nhất cũng đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, bằng không thì tu vi tăng lên sẽ không như thế nhanh. Soạt một tiếng, Cầu Cầu bay trở về đến Lục Minh bên người, hóa thành áo giáp, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong, Lục Minh hơi an tâm một chút. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Ám Dạ Sắc Vi cùng Đế Kiếm Nhất, Tu Vô Cực tựa hồ cao hứng phi thường, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Cái này khiến Lục Minh nhíu mày. Chẳng lẽ, Tu Vô Cực cùng Ám Dạ Sắc Vi còn có Đế Kiếm Nhất nhận biết? Chúng ta không tới nữa, ngươi chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được, trước ngươi ở trước mặt ta, thế nhưng là lời thề son sắt, rất có tự tin. Ám Dạ Sắc Vi mở miệng nói, thanh âm tràn đầy vũ mị. Tu Vô Cực hơi đỏ mặt, lộ ra vẻ lúng túng, sau đó ánh mắt xâm lãnh, quét về phía Lục Minh, nói, một lần này, là ta thất sách, ta không nghĩ tới, tiểu tử này, khó đối phó như vậy. Đích xác rất khó đối phó, không nghĩ tới, vũ trụ bên trong còn có dạng này thiên tài. Ám Dạ Sắc Vi cũng nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lấp lóe không rõ quang huy. Hắn và Đế Kiếm Nhất, tự nhiên không biết Lục Minh. Lục Minh bây giờ là cấm kỵ chi địa, là hiện tại thân, sinh mệnh bản nguyên cũng đã phát sinh cải biến. Bọn họ hoàn toàn là đem Lục Minh trở thành một người xa lạ. Ngươi đi thu lấy cái kia chiến đao thần binh a, hai người này giao cho chúng ta a. Ám Dạ Sắc Vi đối Tu Vô Cực nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo một loại giọng ra lệnh. Làm cho người ngạc nhiên là, Ám Dạ Sắc Vi trong giọng nói mặc dù mang theo một tia ra lệnh khẩu vị, vốn lấy Tu Vô Cực ngạo khí, thế mà không có tức giận, không có quát lớn, ngược lại một bộ dáng chuyện đương nhiên. Tu Vô Cực gật gật đầu, xông về cây chiến đao thần binh kia. Đừng mơ tưởng, Lăng Vũ Vi cũng sẽ không làm cho đối phương tùy tiện đạt được, nàng dương cung cạch tên, lại là liên tục mấy cây mũi tên, bắn về phía Tu Vô Cực. Nhưng lần này, Tu Vô Cực không để ý đến, phảng phất không nhìn thấy cái này mấy đạo mũi tên, không nhìn thẳng. Tiểu cô nương, tính tình không nên quá nóng nảy. Ám Dạ Sắc Vi mỉm cười, duỗi ra một cánh tay ngọc, lăng không nhấn một cái. Lập tức, một cỗ kỳ diệu gợn sóng lan tràn ra, sau đó, không trung hiện ra từng đóa hoa màu đen, đây là hoa tường vi vừa ra, dễ dàng đem Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên chặn lại. Hắn giao cho ta. Lúc này, Đế Kiếm Nhất mở miệng, thanh âm đạm mạc, phảng phất một cái không có cảm tình thần kiếm, hắn ánh mắt, thủy chung rơi vào Lục Minh trên người. Không biết vì sao, hắn mặc dù không biết Lục Minh, nhưng là vừa thấy được Lục Minh, tâm lý liền không hiểu sinh ra một loại địch ý, thật giống như, Lục Minh là sinh tử đại địch của hắn, nhất định phải đem Lục Minh diệt trừ, bằng không, tương lai có một ngày, hắn sẽ bị Lục Minh diệt trừ. Đây là một loại không giải thích được ý nghĩ, xảy ra bất ngờ, không có bất kỳ cái gì lý do. Nhưng là loại này ý nghĩ, lại làm cho Đế Kiếm Nhất tâm lý rất khó chịu, bực bội bất an, hận không thể lập tức giải quyết Lục Minh. Ra tay đi. Ám Dạ Sắc Vi gật gật đầu. Khanh. Kiếm minh thanh âm vang lên, sáng lạng kiếm quang. Từ Đế Kiếm Nhất trong tay bắn ra, đâm về phía Lục Minh. Không hề nghi ngờ, một đoạn thời gian không gặp, Đế Kiếm Nhất trở nên càng đáng sợ hơn,
so với lần trước cùng Lục Minh giao thủ thời điểm, còn đáng sợ hơn một mảng lớn. Điểm này, đối phương vừa ra tay, Lục Minh liền cảm giác được. Đối phương kiếm thế, tuyệt thế sắc bén, không thể địch nổi, đồng cấp một trận chiến, lại có loại không kém gì hóa thành huyết tu la tu vô cực. Đây là cực kỳ kinh người. Cầu cầu. Lục Minh vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài. Hiện tại, hắn toàn lực áp chế trường côn thần binh, rút không xuất lực lượng đến đối kháng đế kiếm nhất, chỉ có thể để cầu cầu xuất thủ. Cầu cầu bay ra ngoài, hóa thành ngân sắc trường thương, đâm ra một thương, trực tiếp đánh tan đế kiếm nhất kiếm mang, sau đó mũi thương không ngừng, tiếp tục đâm hướng đế kiếm nhất. Đế kiếm nhất sắc mặt đại biến, phi thân nhanh chóng thối lui, thân hình hóa thành kiếm quang, trên không trung không ngừng biến hóa phương vị, trong nháy mắt, tối thiểu biến đổi mấy trăm phương vị, lúc này mới tránh khỏi ngân sắc mũi thương công kích. Dựa vào một cái kim trúc sinh mệnh, cho rằng liền có thể ngăn cản ta sao? Đế kiếm nhất ánh mắt lộ ra hàn quang, chỗ mi tâm của hắn, bay ra một thanh trường kiếm. Đây là một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn phi thường cổ kính xa xưa, phía trên mấp mô lõm lõm, phủ đầy lỗ hổng. Nhưng là, một cổ kinh khủng kiếm ý, từ cổ kiếm trên mặt phát ra. Đây là một cái đáng sợ đại sát khí. Hưu, một đạo kiếm quang, từ cổ kiếm bên trong bắn ra, chạm tại cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương bên trên, để cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương kịch chấn, trực tiếp bay ngang ra ngoài, bay trở về Lục Minh bên người. Đau quá, đau quá. Cầu cầu kêu to, trên người xuất hiện một lỗ hổng, trong lúc nhất thời, thế mà khép lại không được. Lục Minh sắc mặt có chút trầm trọng, đối phương lấy ra loại đại sát khí này, không kém gì mang huyết tinh linh vương cung cùng Liệt Phong Châu. Đụng. Đế kiếm nhất dậm chân mà ra, tiếp tục hướng về Lục Minh dậm chân đi. Liệt Phong Châu, trở lại cho ta. Lục Minh thét dài, toàn lực thôi động đại thần phong thuật, trên bầu trời, Liệt Phong Châu biến thành bóng người, phát ra đoạt mục quang huy, sau đó một lần nữa hóa thành Liệt Phong Châu, bay trở về trong tay Lục Minh. Lục Minh triệu hồi Liệt Phong Châu, trên bầu trời giằng co, lập tức bị phá vỡ. Một nửa tu la vương kiếm, một lần nữa hóa thành một nửa kiếm, bay trở về đến tu vô cực thể nội. Mà mang huyết tinh linh vương cung, cũng trở về Lăng Vũ Vi bên người, Lăng Vũ Vi thân hình lóe lên, đi tới Lục Minh một bên. Hô hô hô, Lục Minh kích phát Liệt Phong Châu lực lượng, cuồng phong gào thét, quét sạch hướng đế kiếm nhất. Mà Lăng Vũ Vi, là thôi động mang huyết tinh linh vương cung, bắn ra đáng sợ một tiễn, bắn về phía ám giả sắc vi. Một kiện tàn khí, cũng muốn ứng phó ta sao? Ám giả sắc vi, khóe miệng thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên, tay nàng chỉ làm bóp hoa hình. Lăng không bóp, đầu ngón tay của nàng, liền xuất hiện một mảnh cánh hoa, đen kịt một màu cánh hoa. Cánh hoa phát ra ba động khủng bố, bay ra ngoài, hóa thành một đạo sáng lạng thần quang, cùng Lăng Vũ Vi mũi tên, đụng vào nhau, thành công chặn lại Lăng Vũ Vi công kích. Ngay tại lúc đó, đế kiếm nhất Lăng không dậm chân, kiếm khí trùng tiêu, đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh bảo trảm mà đến, cùng mạnh mẽ Liệt Phong, không ngừng đối kháng, tiếng oanh minh không ngừng. Nhưng là... Lục Minh toàn lực điều khiển Liệt Phong Châu, hắn liền không chắc không để xuống đối trường côn thần binh chấn áp. Trường côn thần binh, lập tức rung động dữ dội lên, giống như muốn đem Lục Minh chấn khai, Lục Minh miễn cưỡng mới có thể ổn định. Phân tâm cùng ta đối kháng, còn muốn chấn áp thần binh, thực sự là buồn cười. Đế kiếm nhất quát lạnh, kiếm quang lại một lần nữa tăng vọt, sáng lạng kiếm quang, một đạo tiếp một đạo, như bài sơn đạo hải đồng dạng, hướng về Lục Minh chém tới. Đế kiếm nhất thực lực phi thường đáng sợ, lại phối hợp thanh này của kiếm, uy năng càng là mạnh khủng bố, giống như tu vô cực điều khiển một nửa tu la vương kiếm nhất đồng dạng. Lục Minh chỉ có thể toàn lực đối kháng, mới có thể chống lại. Mà đổi thành một bên, ám giả sắc vi càng đáng sợ hơn, dựa vào một viên cánh hoa, thế mà chế trụ Lăng Vũ Vi. Cái này khiến Lục Minh ngạc nhiên không thôi. Cái này ám giả sắc vi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao trở nên như thế đáng sợ? Lục Minh kinh nghi bất định. Ám giả sắc vi, chỉ là thái hư thánh triều sở thiên tinh vực một vị phổ thông ma vương nữ nhi, đặt ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, không đáng kể chút nào. Nhưng là, Lục Minh đối ám giả sắc vi ấn tượng rất sâu, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn cũng cảm giác ám giả sắc vi vô cùng nguy hiểm, mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Nhưng là một lần này gặp mặt, ám giả sắc vi lại càng thêm sâu không lường được. Không chỉ có bản thân thực lực kinh khủng biến thái, hơn nữa đế kiếm nhất cùng tu vô cực dạng này yêu nghiệt, đều ẩn ẩn muốn nghe mệnh lệnh của nàng, cái này khiến ám giả sắc vi, càng thêm lộ ra cao thâm mặt chắc. Theo giao thủ, Lăng Vũ Vi hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, tình huống có chút nguy hiểm.
Hiu. Bỗng nhiên, ám giả sắc vi ngọc thủ nhấn một cái, có một đạo sắc bén thần quang, hướng về Lục Minh đánh tới, nhất cử phá mở liệt phong, đánh tới Lục Minh. Lục Minh vội vàng vung vẩy trong tay cầu cầu biến thành ngân thương, mới chặn lại một kích này. Không muốn ngoan cố chống lại, các ngươi hai cái, giao ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến A, sau đó lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, đầu nhập vào ta, về sau giúp ta làm việc, ta có thể quấn các ngươi một mạng. Ám giả sắc vi nói. Nàng lại muốn thu phục Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, vì nàng sử dụng. Nhưng là, Lục Minh sao lại đáp ứng? Ngươi cho rằng, thật ăn chắc chúng ta, làm cho cấp bách cùng lắm thì đồng quy vu tận, ta cái này liệt phong châu bên trong, ẩn chứa kinh khủng liệt phong, một khi toàn bộ bảo phát đi ra, có thể hủy diệt một đầu tinh hà, ta một khi tự bảo ra, chúng ta tất cả đều muốn chết. Lục Minh lạnh lùng nói, cấm kỵ chi lực, đột nhiên tràn vào liệt phong châu bên trong, để liệt phong châu phía trên quang mang thiểm thước không biết, giống như thật muốn nổ tung lên. Kỳ thật, Lục Minh đây là hù dọa đối phương, hắn còn thật không có năng lực dẫn bạo liệt phong châu. Nhưng, ám giả sắc vi cùng đế kiếm nhất nhưng không biết điểm này, thật vẫn bị hù dọa, động tác không khỏi ngừng lại, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ám giả sắc vi hướng về Lục Minh trong tay liệt phong châu, ánh mắt kinh nghi bất định. Ta không tin tưởng, ngươi sẽ dẫn bạo ngươi cái này liệt phong châu. Ám giả sắc vi nói. Có đúng không? Lục Minh trong mắt cố ý hiện lên vẻ tàn nhẫn, cấm kỵ chi lực đưa vào, để liệt phong châu phía trên quang mang, càng thêm lấp lóe không yên. Ám giả sắc vi cùng đế kiếm nhất hai người giận mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, song phương tạo thành giằng co. Ngươi tên gọi là gì? Bỗng nhiên, ám giả sắc vi cười một tiếng mà hỏi, khói sóng lưu chuyển, phong tình vạn trùng. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần, không biết đối phương hỏi như vậy mục đích là cái gì, nhưng hắn không quan trọng, chi tiết trở lại, Mục Vân. Nguyên lai ngươi chính là Mục Vân, ta biết ngươi, tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi vị hôn phu, xem ra các ngươi thật đi cùng một chỗ, quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Ám giả sắc vi tiếp tục mỉm cười nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng à. Lục Minh nói, cũng không cho rằng đối phương mục đích, chính là nịnh nọt hắn. Thống khoái, nói thật cho ngươi biết à. Ta sáng lập một cái thế lực, tên là Hối Anh Minh, ý là hội tụ thiên hạ anh kiệt ý tứ, bây giờ, đã không ít anh kiệt gia nhập Hối Anh Minh, đều là vũ trụ bên trong cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu, chúng ta mục đích, là chế tạo một cái tương lai có thể sánh ngang thiên cung thế lực cường đại, danh chấn hồng hoang vũ trụ, đời đời bất hủ, tạo phúc ước vạn sinh linh. Hai người các ngươi thiên phú, hoàn toàn phù hợp ta Hối Anh Minh tiêu chuẩn, thế nào, gia nhập chúng ta, đồng mưu đại sự, làm sao? Ám giả sắc vi nói. Nghe lời nói này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tâm lý đều chấn động. Đối phương, thế mà sáng lập một cái tên là Hối Anh Minh, thế lực, muốn hội tụ thiên hạ anh kiệt, trở thành có thể sánh ngang thiên cung thế lực, thực lại đại khí phách, giá tâm thật lớn. Nếu là người khác nói ra lời như vậy, Lục Minh sẽ khinh thường cười một tiếng. Nhưng là bây giờ, Lục Minh lại cười không nổi. Không cần phải nói, đế kiếm nhất, tu vô cực, đều là Hối Anh Minh người. Không nói mặt khác. Riêng là ám giả sắc vi, đế kiếm nhất, tu vô cực, liền đều là hồng hoang vũ trụ, cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu, nguyên một đám thực lực cường đại khủng bố, thiên phú yêu nghiệt hết sức. Nếu như, Hối Anh Minh, nhiều một ít dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, đó đúng là phi thường kinh người, tương lai trưởng thành, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Nói là sánh ngang thiên cung, khả năng quá mức khoa trương, nhưng nhất định có thể chế tạo ra một cái phi thường khủng bố thế lực. Về phần tạo phúc ước vạn sinh linh, Lục Minh suy hiểu cười một tiếng. Đối phương đây là nói thật dễ nghe mà thôi, còn không phải là vì tư tâm của mình. Chỉ là để Lục Minh không nghĩ ra là, ám giả sắc vi, ở đâu ra năng lượng lớn như vậy, có thể hội tụ nhiều như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trầm ngâm, không nói gì, ám giả sắc vi còn tưởng rằng hai người có chút ý động, nói, thế nào? Ở Hối Anh Minh, có là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu, như vậy mọi người có thể lẫn nhau đốc xúc, tỉ thí với nhau, tiến bộ cũng là nhanh nhất, đợi mọi người trưởng thành. Lại đánh tạo một cái mệnh hồn thiên đình, cũng không phải việc khó. Đặc biệt là Mục Vân huynh, lấy thiên phú ngươi, gia nhập Hối Anh Minh, ta có thể cho ngươi một cái phó minh chủ bảo tọa, dưới một người, trên vạn người, làm sao? Ám giả sắc vi, tiếp tục gia tăng thương lượng. Ám giả sắc vi ưng thuận phó minh chủ bảo tọa, tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, muốn hấp dẫn Lục Minh gia nhập. Nhưng Lục Minh, căn bản không có hứng thú. Không có ý tứ, ta có thể không có hứng thú gì. Hơn nữa ta cảm thấy, thiên cung cũng sẽ không cho phép, Hối Anh Minh, thế lực như vậy phát triển. Lục Minh cười nhạt một tiếng.
Thiên cung thống trị hồng hoang vũ trụ, sao lại để có thể khiêu chiến thế lực của bọn hắn xuất hiện, nếu như phát hiện, nhất định sẽ sớm dập tắt. Coi như không có thiên cung điểm này, Lục Minh cũng sẽ không gia nhập. Muốn rèn đúc một cái thế lực, tội gì mà không bản thân sáng tạo, tại sao phải ăn nhờ ở đậu. Đây cũng không phải là Lục Minh tác phong. Mục Vân ý tứ, chính là ta ý tứ, ta cũng không có hứng thú. Lăng Vũ Vi đi theo cự tuyệt. Nghe được Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người trước sau cự tuyệt, ám giả sắc vi ánh mắt, lạnh lẽo xuống tới. Rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi cho rằng, dựa vào một cái viên châu, thật có thể làm ta sợ, ta không tin tưởng, ngươi thực sự sẽ dẫn bảo, hơn nữa, ngươi là có hay không thật sự có thể dẫn bảo, vẫn là cái vấn đề. Ám giả sắc vi âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lấp lóe lấy cơ trí quang mang, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Lục Minh tâm lý chấn động. Cái này ám giả sắc vi, thật phi thường khó ứng phó. Hắn trí tuệ không thể coi thường, hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi, ngược lại giống như là một cái sống năm tháng vô tận lão quái vật. Đích xác, Lục Minh đích xác không thể dẫn bảo Liệt Phong Châu. Hơn nữa coi như có thể dẫn bảo, Lục Minh cũng sẽ không đi dẫn bảo, thật cùng đối phương đồng quy vô tận. Thu cho ta. Ngay lúc này, Tu Vô Cực hét lớn một tiếng, trên người huyết quang tăng vọt, chiến đao trong tay hắn, ong ong chấn động không ngừng, đón lấy, chấn động biên độ nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang, bị Tu Vô Cực thu vào thể nội. Ở Lục Minh cùng ám giả sắc vi đám người rằng có thời điểm, Tu Vô Cực lấy huyết tu la lực lượng, toàn lực chấn áp chiến đao thần binh, rốt cục bị hắn thành công thu phục. Ha ha ha! Thu phục chiến đao thần binh về sau, Tu Vô Cực cười một tiếng dài, phi thường thoải mái, sau đó ánh mắt quét về phía Lục Minh, tràn đầy vẻ dữ tợn, một bước bước ra, liền xuất hiện ở ám giả sắc vi người bọn họ bên cạnh, thành thế đối chọi, vây Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngu xuẩn mất khôn, thu nhập, hối anh minh, cũng vô dụng, chẳng bằng giết. Tu Vô Cực dữ tợn nói, sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Đã cho qua các ngươi một cơ hội, lại không biết chân quý, vậy chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Ám giả sắc vi lạnh lùng mở miệng, nàng trong ngón tay ngọc, một mảnh kia cánh hoa màu đen, một lần nữa hiện lên. Hiu, hắc sắc cánh hoa, hóa thành một đạo đen nhánh thần quang, bắn ra, hướng về Lục Minh giết tới. Đồng thời, đế kiếm nhất thôi động thanh cổ kiếm kia, cũng giết hướng Lục Minh. Tu Vô Cực, điều khiển một nửa tu la vương kiếm, kiếm quang kinh thiên. Ba người đồng thời bộc phát ra đại sát khí, bộc phát ra đáng sợ một đòn. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, không dám chút nào chủ quan, toàn lực đánh trả. Lăng Vũ Vi toàn lực thôi động tinh linh vương cung, bắn ra một tiễn. Mũi tên cùng ám giả sắc vi cánh hoa đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, nhưng là kết quả lại là, Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên, bị đánh tan ra, mà cánh hoa chỉ là uy lực giảm bớt một chút, tiếp tục bay về phía Lục Minh. Đồng thời bay về phía Lục Minh, còn có hai đạo đáng sợ kiếm quang. Lục Minh toàn lực dẫn động Liệt Phong Châu bên trong năng lượng, đáng sợ phong bảo, hình thành một mặt phong tường, muốn ngăn trở mấy người công kích. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng oanh minh vang lên. Ám giả sắc vi cánh hoa, bởi vì bị suy yếu, uy lực không đủ, trực tiếp bị Liệt Phong tường chặn lại. Nhưng là, đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực kiếm quang, lại dị thường khủng bố, đánh vào Liệt Phong trên tường, không ngừng xé rách Liệt Phong tường, cuối cùng, hoàn toàn phá mở Liệt Phong cường đại, tài liệu thi dư uy, tiếp tục chém về phía Lục Minh. Ngăn trở. Lục Minh quát nhẹ, cầm trong tay cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương, toàn lực đâm ra. Hiu, hiu. Hai đạo ngân sắc mũi thương, cùng hai đạo kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Quang mang chói mắt vang lên, kinh khí bốn phía. Lục Minh cảm giác hai cỗ hết sức sắc bén kiếm ý, phá mở ngân sắc mũi thương, hướng về hắn thân thể vọt tới. Đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực dùng ra đại sát khí, thực sự quá mạnh, lực lượng đã viễn siêu cầu cầu. Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, nhưng trên người, y nguyên nhiều hơn mấy đầu vết kiếm, trực thấu xương cốt, hơn nữa những cái này kiếm khí, tràn ngập hủy diệt lực lượng, ở Lục Minh thể nội điên cuồng bộc phát, muốn xé rách Lục Minh nhục thân. Bất quá, Lục Minh thân thể mỗi một tế bào, đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Chấn áp cho ta. Lục Minh tâm lý hét lớn, tế bào chấn động, một cỗ cấm kỵ chi lực bộc phát, rốt cục đem những cái này kiếm khí, áp chế. Mục Vân, ngươi thế nào? Lăng Vũ Vi Ân cần hỏi. Còn tốt, không có việc gì. Lục Minh thở phào một hơi, nói. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Lăng Vũ Vi lại hỏi, giờ này khắc này, Lăng Vũ Vi đã có chút đã mất đi chủ ý, có chút hoảng hốt.
Bởi vì, đối diện ba cái thanh niên, đích thực quá đáng sợ, thoạt nhìn, ba người đều là thần hoàng nhất trọng, cùng nàng đồng cấp, nhưng là từng cái chiến lực, đều phía trên nàng. Hơn nữa, mỗi người, cũng có đại sát khí, ba người hợp lực, nàng và Lục Minh, hoàn toàn không phải là đối thủ, tiếp tục như vậy, bọn họ nguy hiểm. Mục Vân, như ngươi thiên phú như vậy, diệt trừ thật đáng tiếc, bất qua ngươi ngu xuẩn mất khôn, cùng ta trước kia gặp phải một tên một dạng, chỉ có thể diệt trừ ngươi, giết. Ám giả Sắc Vi khẽ kêu, toàn thân bị kỳ dị hắc quang bao phủ, hoa trong tay của nàng cánh, tản mát ra càng kinh khủng hơn khí tức, sáng lạng thần quang, đánh tới Lục Minh. Đồng thời, đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực, cũng xuất thủ, tất cả đều là ẩn chứa sát cơ, ra tay toàn lực, kiếm quang kinh thiên, khủng bố tới cực điểm. Lăng Vũ Vi toàn lực kéo động mang huyết tinh linh vương cung, nhưng y nguyên bị ám giả Sắc Vi công kích phá mở. Mấy đạo công kích, trong nháy mắt gần sát Lục Minh. Nhưng là một lần này, Lục Minh không có dẫn động Liệt Phong Châu lực lượng, mà là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mục Vân, nhanh đánh trả a. Lăng Vũ Vi kinh hô. Nhưng, Lục Minh, vẫn không có dẫn động Liệt Phong Châu lực lượng. Đi chết đi cho ta. Tu Vô Cực hét lớn, trong mắt sát cơ, hết sức dữ tợn. Đế kiếm nhất không nói gì, nhưng hắn trong mắt bính phát tinh quang, cũng vô cùng sáng chói như hai thanh thần kiếm. Mắt thấy. Mấy người công kích, sắp đánh tới Lục Minh trên thân, lúc này, Lục Minh động. Cũng không phải là thôi động Liệt Phong Châu, mà là đột nhiên huy động hắn tay trái Trường Côn Thần Binh. Hắn tay trái, trước đó một mực nắm lấy Trường Côn Thần Binh. Giờ phút này đột nhiên huy động, không gian bạo tạc, cuồng bạo kinh khí gào thét mà ra, tài liệu thi kinh khủng hàn ý, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, quét về phía tứ phương. Đương, 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 liên tục mấy tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Trường Côn Thần Binh, chính xác quét trúng mấy đạo kiếm quang. Ông, Trường Côn Thần Binh phát ra vù vù, như đại trung chấn động, mà mấy đạo kiếm quang, cũng bị đánh tan ra, hóa thành năng lượng biến mất. Ám giả Sắc Vi, đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực ba người công kích, toàn bộ bị chặn lại. Lục Minh, huy động Trường Côn Thần Binh, đem đế kiếm nhất mấy người công kích, đều chống đỡ cản lại. Hơn nữa, Trường Côn Thần Binh phía trên có đáng sợ hơi lạnh tỏa ra mà ra. Hướng về đế kiếm nhất đám người dũng mãnh lao tới, đế kiếm nhất trong tay cổ kiếm, còn có Tu Vô Cực trên tay một nửa Tu La Vương kiếm, đều bị một tầng xương lạnh bao trùm, để lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ngay cả ám giả Sắc Vi một mảnh kia lăng không bay múa cánh hoa, đều bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Mấy người thân hình nhanh lùi lại, liên tục thôi động thần lực, mới đưa trên binh khí xương lạnh đánh lui. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể hiện tại liền có thể sử dụng cái này thần binh? Tu Vô Cực không thể tưởng tượng nổi giống to. Bọn họ hiện tại đã có thể kết luận, hai kiện này thần binh, chính là mệnh hồn thiên đình phía dưới, 18 chấn điện thần binh bên trong hai kiện. Thần binh như vậy, không thể coi thường, muốn chấn áp thu phục, đều phi thường khó khăn, hắn vừa rồi toàn tâm toàn lực, dựa vào huyết tu la chi lực huyền diệu, mới miễn cưỡng thu phục mà thôi, nhưng là căn bản không sử dụng được, chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi. Muốn sử dụng, còn cần tiêu phí thời gian dài đi luyện hóa. Nhưng là Lục Minh, đang bị bọn họ thời điểm công kích, không chỉ có thành công chấn áp thu phục Trường Côn Thần Binh, lại còn có thể hiện trường sử dụng được, phát huy ra một chút uy lực, điều này sao có thể. Khó trách Tu Vô Cực sẽ không thể tưởng tượng nổi giống to. Ám giả Sắc Vi cùng đế kiếm nhất con ngươi, cũng rụt lại một hồi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi làm không được, chưa hẳn người khác làm không được, chỉ có thể nói rõ, ngươi không được. Lục Minh thản nhiên nói, cầm trong tay trắng như tuyết Trường Côn Thần Binh. Tản mát ra một cỗ vô địch khí khái. Ngươi nói cái gì, ta không được, ngươi phóng thí, ta liền không tin, ngươi thật sự có thể sử dụng, ta không tin, giết. Tu Vô Cực giống như là như bị điên giống to, lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Hôm nay, Lục Minh mang cho hắn quá nhiều đả kích, hắn đối Lục Minh ghen tị muốn phát điên, đối Lục Minh sát cơ, cũng cường thịnh tới cực điểm, đã nhanh muốn mất lý trí. Tu Vô Cực khẽ động, ám giả Sắc Vi cùng đế kiếm nhất cũng động. Cũng đều hướng về Lục Minh, bộc phát ra đáng sợ công kích. Bên cạnh, Lăng Vũ Vi dương cung cài tên, muốn xuất thủ, nhưng là Lục Minh ngăn cản nàng. Ngươi không cần xuất thủ, tiếp đó, giao cho ta. Lục Minh mỉm cười, cánh tay chấn động, Trường Côn hoành không, kịch liệt biến lớn lên, như một đầu sơn nhạc, ngang qua giữa thiên địa, đột nhiên quét ra. Oanh! Thiên địa vì đó sôi trào, cuồng bạo kinh khí, nghiền ép hướng ám giả Sắc Vi ba người. Đồng thời, kinh khí bên trong, còn bí mật mang theo hết sức đáng sợ hàn ý, những nơi đi qua, phảng phất hết thảy đều phải bị băng phong.
Ám giả Sắc Vi ba người công kích, cùng trường côn thần binh, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh, đón lấy, một vệt thần quang, hai đạo kiếm quang, đồng thời sụp đổ, cuồng bạo lực lượng, để ám giả Sắc Vi ba người thân hình lần nữa nhanh lùi lại. Lần này, ba người sắc mặt, vô cùng khó coi. Liền xem như đồ đần, đều có thể nhìn ra, Lục Minh đích xác có thể điều khiển trường côn thần binh. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Tu Vô Cực không ngừng giống to, sự thật bày ở trước mắt, hắn không muốn tin tưởng đều không được. Oanh! Lục Minh cầm trong tay trường côn, như một tôn vô địch chiến thần, bước ra một bước, hư không oanh minh, khí thế trùng thiên. Ám giả Sắc Vi ba người, không khỏi lui về sau một bước, bị Lục Minh khí thế chấn nhiếp. Xem ra, ba người các ngươi, hôm nay là giết không được ta. Lục Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, đã có vô địch chi khí khái. Ngươi coi như có thể điều khiển trường côn thần binh, lại có thể công ra mấy chiêu. Ngươi lực lượng, có thể kiên trì sao? Ám giả Sắc Vi thử hỏi. Vậy các ngươi có thể thử xem. Lục Minh cười một tiếng, lại nói, hơn nữa, lấy các ngươi tu vi, thôi động loại kia đại sát khí, lại có thể bộc phát mấy chiêu. Đến lúc đó, ai giết ai, còn chưa biết. Đích xác, ám giả Sắc Vi ba người tu vi, cũng chỉ là thần hoàng nhất trọng, điều khiển loại kia đại sát khí, là phi thường cật lực. Như Lăng Vũ Vi, hiện tại đã là đổ mồ hôi đầm đìa, khí tức có chút không yên, có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Nàng ở chuẩn hoàng cấp thời điểm, dùng mang huyết tinh linh vương cung, chỉ có thể miễn cưỡng bắn ra một tiễn mà thôi. Cho dù đột phá đến thần hoàng nhất trọng, thực lực tăng nhiều, cũng không khả năng vô hạn sử dụng. Đột phá đến thần hoàng nhất trọng, bắn ra mũi tên uy lực đại tăng, đồng dạng tiêu hao cũng đại tăng, cũng dùng không có bao nhiêu sát chiêu, hao tổn là phi thường lớn. Ám giả Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất, Tu Vô Cực ba người, cũng giống như thế, căn bản dùng không có bao nhiêu chiêu. Bọn họ cùng Lục Minh, ai sẽ trước chống đỡ không nổi? Ai biết, vạn nhất bọn họ không kiên trì nổi, vậy thì phiền toái, bởi vì Lục Minh còn có cái phi thường cường đại kim trúc sinh mệnh. Ám giả Sắc Vi mấy người ánh mắt lóe lên, đã manh động thoái ý. Mục Vân, ta thừa nhận, ngươi thật rất mạnh, như vậy đi, chúng ta hợp tác a, ngươi có tư cách hợp tác với chúng ta cùng một chỗ thăm dò mệnh hồn thiên đình, khai quật mệnh hồn thiên đình bảo vật, làm sao? Ám giả Sắc Vi nói. Trước đó, nàng muốn Lục Minh đầu nhập vào hắn, gia nhập Hối Anh Minh, mà bây giờ, lại muốn cùng Lục Minh hợp tác. Bất chi bất giác, nàng đã nhượng bộ, đem Lục Minh bày ở ngang hàng vị trí. Lục Minh mỉm cười, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vì hắn cùng Lăng Vũ Vi trong tay, đều có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, mà ám giả Sắc Vi đám người muốn tiếp tục thăm dò mệnh hồn thiên đình, nhất định phải mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, số lượng càng nhiều càng tốt. Hoặc là, liền từ trong tay bọn họ cướp đoạt qua đi, cái này cũng là bọn hắn mới bắt đầu kế hoạch. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không thay đổi kế hoạch, cùng Lục Minh bọn họ hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Hợp tác có thể a, bất quá muốn tách ra hành động, các ngươi có tin tức gì, tùy thời có thể cho chúng ta biết, sau đó cùng một chỗ dò xét. Lục Minh nói, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhưng là ám giả Sắc Vi mấy người, lại khí cắn răng. Đáng giận a. Lục Minh có ý tứ là gì đây, là muốn để bọn hắn xuất lực a, để bọn hắn đi tìm mệnh hồn thiên đình manh mối, tỉ như mặt khác mệnh hồn điện manh mối, sau khi tìm được, thông báo tiếp hắn. Lục Minh đây là muốn không uổng phí một tí lực, liền muốn đạt được lợi ích, bọn họ há có thể không tức. Mục Vân, ngươi dạng này, hơi bị quá mức, đem chúng ta trở thành miễn phí sức lao động sao? Ám giả Sắc Vi nói. Vậy chúng ta cũng có thể không hợp tác, dù sao ta được đến căn này thần binh, đã đủ hài lòng. Ta cũng không có quá lớn giá tâm, các ngươi cứ tùy tiện. Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi, ám giả Sắc Vi cùng Tu Vô Cực, đều khí sắc mặt biến thành màu đen. Đế Kiếm Nhất trong mắt tinh quang tăng vọt, giống như tùy thời muốn động thủ một dạng. Nhưng là, bọn họ tức đi nữa, lại không thể làm gì. Giết lại giết không được Lục Minh, bọn họ có thể làm sao? Tốt, rất tốt, lưu lại phương thức liên lạc a, về sau tùy thời liên hệ. Ám giả Sắc Vi xoay chuyển ánh mắt, thế mà lại lộ ra vẻ mỉm cười, để Lục Minh thầm nói nàng này tâm cơ đáng sợ. Lập tức, Lục Minh lưu lại phương thức liên lạc Mộng Huyễn Thần Ngọc. Hy vọng chúng ta về sau có thể vui vẻ hợp tác. Cuối cùng, ám giả Sắc Vi cười một tiếng, mang theo Đế Kiếm Nhất cùng Tu Vô Cực, nghênh ngang rời đi. Ám giả Sắc Vi ba người nghênh ngang rời đi, lúc gần đi, Đế Kiếm Nhất nhìn thật sâu một cái Lục Minh, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn thủy chung cảm giác
Lục Minh khí chất rất giống một người. Một cái hắn sinh tử đại địch. Nhưng là, hai người sinh mệnh bản nguyên khí tức, hoàn toàn không giống, hẳn là không phải một người. Mang theo nghi hoặc, đế kiếm nhất đám người rời đi. Hô! Chờ ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất đám người rời đi sau, Lục Minh thở phào một hơi, hắn khí tức, cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cái này thần binh, tiêu hao thật đúng là lớn nga. Lục Minh cảm thán, liền tranh thủ trường côn thần binh thu vào. Nói thật, vừa rồi hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra mấy chiêu mà thôi, dù sao, trường côn thần binh, hắn cũng vừa thu phục, còn không có luyện hóa, có thể vận dụng, hoàn toàn dựa vào cấm kỵ chi lực huyền diệu. Bất quá, bậc này thần binh, sử dụng, tiêu hao thực sự quá lớn. Cho dù là cấm kỵ chi thể, vừa rồi đến như vậy mấy lần, hao tổn, cũng là phi thường kinh người, Lục Minh cũng nhanh muốn không chịu nổi, còn tốt, ám dạ sắc vi đám người, cuối cùng bị sợ đi. Mục Vân, ngươi không sao chứ? Lăng Vũ Vi Ân cần hỏi. Không có việc gì, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Lục Minh nói. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, hai người hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về ám dạ sắc vi ba người rời đi phương hướng ngược nhau đi. Mục Vân, ngươi làm sao xác định, ám dạ sắc vi sẽ hợp tác với chúng ta? Trên đường, Lăng Vũ Vi tò mò hỏi. Ám dạ sắc vi giã tâm phi thường lớn, muốn chế tạo một cái sánh ngang thiên cung thế lực, có thể nói là lòng cao hơn trời, nhưng là, muốn chế tạo một cái thế lực như vậy, yêu cầu tài nguyên, là phi thường khủng bố, nhiều vô cùng, cho nên, mệnh hồn thiên đình tài nguyên, đối bọn hắn mà nói, liền quá trọng yếu. Mà trong tay chúng ta, lại nắm trong tay mấy khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bọn họ tiếp theo muốn dò xét mệnh hồn thiên đình, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến là không thể thiếu, trừ phi bọn họ thu thập được thật nhiều mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bằng không, là cần chúng ta trợ giúp, không hợp tác với chúng ta, bọn họ có thể làm sao? Lục Minh cười giải thích. Lăng Vũ Vi đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh ngạc với Lục Minh tâm trí. Thế mà ở trong khoảnh khắc, nghĩ tới nhiều như vậy. Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Băng huyền mệnh hồn điện cửa ra vào, chỉ có một cái, vạn nhất ám giả sắc vi đám người, canh giữ ở lối ra, chúng ta chẳng phải là rất khó ra ngoài. Lăng Vũ Vi nói, cái kia không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, chúng ta chờ một đoạn thời gian, lại đi nhìn nhìn a, đi, chúng ta đi phiến kia tuyết sơn. Nói xong, Lục Minh hướng về trước đó hắn bế quan tu luyện phiến kia tuyết sơn đi. Lấy ám giả sắc vi tâm trí, đoán chừng rất nhanh sẽ phát giác ra không thích hợp. Sẽ canh giữ ở băng huyền mệnh hồn điện lối vào, cũng là bình thường. Cho nên, Lục Minh không có ý định hiện tại ra ngoài, dù sao hắn muốn luyện hóa trường côn thần binh, còn có nghiên cứu mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong những cái kia chiến hồn, ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, cũng là có thể. Đương nhiên, thích hợp nhất Lục Minh chỗ tu luyện, tự nhiên là phiến kia tuyết sơn. Trong núi tuyết, hàn phong gào thét, hàn ý thấu xương. Lục Minh lấy liệt phong bao phủ mình và Lăng Vũ Vi, thuận lợi đi tới đầu kia băng xuyên hạp cốc bên trong. Ở chỗ này, tương đối mà nói an toàn hơn, người khác rất khó tiến đến, bọn họ có thể an tâm tu luyện nghiên cứu. Lăng Vũ Vi bàn ngồi ở một bên, lấy ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, nghiên cứu. Mà Lục Minh, đồng dạng lấy ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nghiên cứu. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, góp nhặt nhiều như vậy cường đại bất diệt chiến hồn, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, hắn thì sợ gì ám giả sắc vi. Bất quá, hắn nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết làm sao dùng, chỉ có thể hỏi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh. Phải dùng, rất đơn giản, cần ngươi lấy linh thức, nhiều hơn cùng mệnh hồn nguyên thạch bên trong bất diệt chiến hồn tiếp xúc, nhiều hơn cảm ứng, quen thuộc về sau, liền có thể từ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, đem bất diệt chiến hồn triệu hoán đi ra. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh giải thích nói. Còn cần phiền toái như vậy. Lục Minh hơi có chút thất vọng. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng, chỉ cần góp nhặt, liền có thể tùy ý phóng thích bao nhiêu đi ra đây, xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, sự thật hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Còn cần bản thân chậm rãi cảm ứng. Vậy ngươi cho rằng đây, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, hơn nữa thả ra bất diệt chiến hồn mạnh yếu, còn cùng ngươi tu vi có quan hệ, ngươi tu vi càng mạnh, mới có thể phóng xuất ra càng mạnh bất diệt chiến hồn, bởi vì so ngươi mạnh hơn quá nhiều bất diệt chiến hồn, ngươi là không cảm ứng được, chắc là sẽ không cùng ngươi tiếp xúc. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh nói. Lục Minh càng thêm thất vọng. Thất vọng là bất diệt chiến hồn, không chỉ cần phải chính hắn đi cảm ứng, đi tiếp xúc, còn cùng hắn tu vi có quan hệ. Mạnh hơn hắn ra quá nhiều, nói trắng ra một điểm, căn bản không để ý hắn. Cứ như vậy, những cái kia thu thập được bất diệt chiến hồn, tác dụng liền phi thường có hạn.
Lục Minh loại kia mang theo một đám bất diệt chiến hồn hoành hành thiên hạ mộng đẹp, cứ như vậy tan vỡ. Đương nhiên, muốn Lục Minh như vậy từ bỏ không cần, tự nhiên là không bỏ được. Lập tức, Lục Minh căn cứ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh phương pháp, bắt đầu nếm thử. Hắn linh thức, ở mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nội bộ hiển hóa ra ngoài, sau đó tiếp cận một cái bất diệt chiến hồn, cái này bất diệt chiến hồn tán phát khí tức, ước chừng là thần hoàng tam trọng tả hữu. Rất dễ dàng, cái này bất diệt chiến hồn cùng Lục Minh tiếp xúc, tùy ý Lục Minh tới gần, hai người sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh. Vừa bắt đầu, còn rất không thạo, bất quá theo thời gian trôi qua, từ từ quen thuộc. Một ngày sau đó, Lục Minh cảm giác không sai biệt lắm, linh thức thối lui ra khỏi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, sau đó trong lòng khẽ động, một con kia bất diệt chiến hồn, liền từ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến vọt ra, lơ lửng ở Lục Minh chung quanh. Chỉ cần Lục Minh ra lệnh một tiếng, cái này bất diệt chiến hồn, liền sẽ lao ra phát động công kích mãnh liệt. Không sai. Lục Minh vẫn có chút hài lòng gật đầu. Dễ dàng như vậy, liền được một cái thần hoàng tam trọng chiến lực, đã rất tốt. Phải biết, loại chiến lực này, thế nhưng là không sợ chết, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được đại tác dụng. Đón lấy, thu hồi một cái này bất diệt chiến hồn, Lục Minh linh thức, lại tại mệnh hồn nguyên thạch toái phiến không gian hiển hóa ra ngoài. Lần này, Lục Minh cảm ứng được một cái cực kỳ khủng bố bất diệt chiến hồn. Một cái này bất diệt chiến hồn, tản mát ra khí tức, phá lệ đáng sợ, sâu không lường được, hùng hậu như núi, cho Lục Minh áp lực rất mạnh, so thần hoàng thất trọng, không biết mạnh to được bao nhiêu. Lục Minh suy đoán, một cái này bất diệt chiến hồn tu vi, rất có thể vượt qua thần hoàng cảnh. Đây là một đầu cự ngưu bộ dáng bất diệt chiến hồn, lười biếng nằm ở nơi đó, thỉnh thoảng ngáp một cái. Lục Minh rất tâm động, nếu là có thể triệu hoán một cái này bất diệt chiến hồn, vậy liền sảng khoái, tương đương bên người tùy thời mang theo một tôn phi thường ngưu bước tay chân. Lục Minh bay đi, thử nghiệm cùng một cái này bất diệt chiến hồn tiếp xúc, câu thông. Nhưng là, một cái này cự ngưu hình bất diệt chiến hồn, mở to mắt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó ngưu nhãn bên trong, lộ ra nồng nặc khinh thường, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Cái tổ, bị buộc xem. Cảm giác được hình bò bất diệt chiến hồn trong mắt cái kia nồng nặc khinh thường, Lục Minh lập tức liền khó chịu. Sau đó vây quanh hình bò bất diệt sinh linh, dùng sức câu thông, dùng sức tiếp xúc. Ngưu tiền bối, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Là xem thường ta, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là cấm kỵ chi thể, tới đi, hợp tác với ta, trở thành ta hộ đạo giả, chờ ta trưởng thành, có ngươi chỗ tốt cực lớn. Làm sao, còn không để ý đến ta, cấm kỵ chi thể ngươi cũng chướng mắt. Lẽ nào có cái lý ấy? Lục Minh vây quanh hình bò bất diệt chiến hồn cố gắng nửa ngày, cái kia hình bò bất diệt chiến hồn, quả thực là không có mở mắt liếc hắn một cái, để Lục Minh bị đả kích. Cái này bất diệt chiến hồn, cũng không có linh trí, nào biết được cái gì cấm kỵ chi thể, hoàn toàn là bằng bản năng làm việc. Quả nhiên, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh nói không sai, cùng hắn tu vi kém quá nhiều, căn bản khó có thể tiếp xúc, căn bản không để ý hắn. Cuối cùng, Lục Minh từ bỏ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đó là, Lục Minh thấy được một đầu cự mãng, phi thường to lớn, như một tòa sơn mạch đồng dạng, ngang qua trên không trung. Lục Minh nhớ kỹ, đầu này cự mãng, chính là đỉnh núi tám đầu mạnh nhất bất diệt chiến hồn một trong, khí tức như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, so trước đó một con kia hình bò bất diệt chiến hồn, còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Loại này cấp bậc bất diệt chiến hồn, Lục Minh tổng cộng thu thập được 3 cái. Lục Minh tim đập rộn lên, nếu có thể triệu hồi ra loại này bất diệt chiến hồn, vậy hắn. Lập tức, Lục Minh bay đi, thử nghiệm cùng cự mãng bất diệt chiến hồn câu thông cùng cảm ứng, kết quả, tự nhiên là đã định trước. Cự mãng bất diệt chiến hồn, từ đầu tới đuôi, liền con mắt đều không có mở ra một lần, chẳng thèm để ý Lục Minh. Cuối cùng, Lục Minh tiết khí. Xem ra ý nghĩ hão huyền là không đúng, đường, vẫn là muốn từng bước một đi. Về sau, Lục Minh từ bỏ những cái này cường đại bất diệt chiến hồn, đi cùng những cái kia yếu một ít bất diệt chiến hồn câu thông cùng cảm ứng. Qua một phen cố gắng, Lục Minh rốt cục thăm dò rõ ràng hắn có thể triệu hoán mức cực hạn. Thần hoàng tứ trọng. Mạnh nhất, hắn có thể đủ để gọi thần hoàng tứ trọng bất diệt chiến hồn, mạnh đi nữa, hắn rất khó câu thông cùng cảm ứng. Bất qua dạng này, đã có thể. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua mấy tháng, Lục Minh tổng cộng cùng hơn 100 con bất diệt chiến hồn lấy được cảm ứng, có thể đem những cái này bất diệt chiến hồn, triệu hoán đi ra vì hắn tác chiến. Lục Minh biểu thị rất hài lòng, cái này hơn 100 con bất diệt chiến hồn, chiến lực, đều là thần hoàng tứ trọng, thần hoàng tam trọng, một mạch lao ra,
lại hung hãn không sợ chết, uy lực cũng phi thường kinh người, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được đại tác dụng. Bất quá, Lăng Vũ Vi tiến triển, tựa hồ không có Lục Minh nhanh như vậy. Cũng phải, Lục Minh dù sao cũng là cấm kỵ chi thể, có thể lại càng dễ lấy được những cái kia bất diệt chiến hồn tán thành, câu thông cùng cảm ứng cũng càng dễ dàng một chút. Lăng Vũ Vi thì phải chậm một chút. Bất diệt chiến hồn là nghiên cứu không sai biệt lắm, Lục Minh bắt đầu luyện hóa cây kia trường côn thần binh. Xuất ra trường côn thần binh, cấm kỵ chi lực bao trùm trường côn thần binh, bắt đầu luyện hóa. Loại đẳng cấp này thần binh, muốn luyện hóa, độ khó cũng phi thường lớn, xa xa không phải phổ thông thần binh có thể so sánh, một lần này luyện hóa chính là thời gian 10 năm. Tổng cộng dùng thời gian 10 năm, Lục Minh rốt cục đem trường côn thần binh luyện hóa. Trường côn thần binh ông một tiếng, hóa thành một đạo quang mang, bay vào Lục Minh thức hải, lơ lửng ở Lục Minh thức hải. Băng huyền côn. Làm luyện hóa trường côn thần binh thời điểm, Lục Minh trong đầu, tự nhiên hiện ra một cái tên, đây là trường côn thần binh danh tự. Chấn thủ băng huyền mệnh hồn điện thần binh, băng huyền côn. Tâm niệm vừa động, băng huyền côn xuất hiện ở Lục Minh trong tay, một côn tảo ra, không gian đã xảy ra vụ nổ lớn, kinh khí cuồng bạo hết sức, quét sạch bát phương. Không sai, không sai. Lục Minh gật gật đầu, phi thường hài lòng. Hiện tại hắn sử dụng băng huyền côn uy lực, quả thực so Liệt Phong Châu còn mạnh hơn một chút, đủ để áp chế sử dụng đại sát khí tu vô cực, đế kiếm nhất, hoặc là ám giả sắc vi. Vận dụng thời điểm, cũng càng thêm nhẹ nhõm tự do, không giống trước đó như thế gian nan, tiêu hao cấm kỵ chi lực, cũng phải ít một chút. Đương nhiên, cái này xa xa không phải băng huyền côn uy lực, chỉ là bị giới hạn Lục Minh hiện tại tu vi, chỉ có thể phát huy ra uy lực như vậy mà thôi. Theo Lục Minh về sau tu vi tăng lên, đối với băng huyền côn nắm trong tay làm sâu sắc, phát huy ra được uy lực, cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Đây hoàn toàn có thể làm Lục Minh mới đại sát khí. Đương nhiên, Lục Minh cũng minh bạch, bậc này đại sát khí, tùy tiện không thể sử dụng, bởi vì loại này thần binh, thực sự quá cao cấp, quá chân quý, một khi bị những cái kia khủng bố tồn tại phát hiện, khủng bố sẽ trực tiếp xuất thủ gạt bỏ hắn, cướp đoạt đi băng huyền côn. Cho nên về sau sử dụng, vẫn là cẩn thận một chút, không vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Lúc này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi quyết định đi ra. Đã qua hơn 10 năm, ám giả sắc vi đám người cũng đã rời đi à. Hơn nữa, coi như ám giả sắc vi đám người còn canh giữ ở băng huyền mệnh hồn điện lối vào, Lục Minh cũng không sợ. Hiện tại, hắn luyện hóa băng huyền côn, ngoài ra còn có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong hơn 100 cái bất diệt chiến hồn có thể điều khiển. Cho dù gặp lại ám giả sắc vi ba người, hắn cũng không sợ, coi như không địch lại, cũng có thể phá vây đi. Trên đường đi, cũng không có gặp được biến cố gì, thông suốt đi tới băng huyền mệnh hồn điện lối vào, ám giả sắc vi đám người, quả nhiên đã rời đi, không ở chỗ này, hai người bình an rời đi băng huyền mệnh hồn điện, đi tới một chỗ vắng vẻ tinh cầu bên trên. Tốt rồi, băng huyền mệnh hồn điện đã thăm dò hoàn thành, tiếp xuống lại không có mệnh hồn thiên đình mặt khác manh mối, chúng ta liền ở đây tách ra. Lục Minh đối Lăng Vũ Vi nói. Tách ra. Lăng Vũ Vi hơi sững sờ. Đương nhiên, ta muốn về thiết hải tinh vực quần phong đô kiếm phái. Lục Minh nói. Ngươi, không cùng ta cùng một chỗ phản hồi tinh linh tộc. Lăng Vũ Vi nói. Ta đương nhiên sẽ không cùng đi với ngươi tinh linh tộc. Lục Minh lập tức lắc đầu. Ngươi. Lăng Vũ Vi trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ủy khuất. Lục Minh, thế mà cự tuyệt nhanh như vậy, có ý tứ gì? Liền chán ghét như vậy nàng. Chúng ta là vị hôn phu thê, sớm muộn phải thành hôn, không bằng, một lần này ngươi cùng ta về tinh linh tộc, cử hành hôn lễ. Lăng Vũ Vi chăm chú nhìn chằm chằm Lục Minh. Thành hôn, đương nhiên không được. Lục Minh lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, hướng ta như vậy xuất thân thấp hèn người, làm sao xứng với ngươi đây, các ngươi trước kia không phải hoàn toàn chướng mắt ta sao, ta xem, chúng ta thôi được rồi, không thích hợp. Ngươi liền chán ghét như vậy ta. Lăng Vũ Vi hàm răng cắn môi, trong mắt to, đã bắt đầu toát ra nước mắt. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Không có, ta cũng không chán ghét ngươi, chỉ nói là lời nói thật, ta đã có ý trung nhân. Lục Minh nói, ngươi có ý trung nhân, chẳng lẽ đối phương so với ta xinh đẹp hơn, thiên phú còn cao hơn ta? Lăng Vũ Vi hỏi, ánh mắt lộ ra hừng hực rất hiếu kỳ chi hỏa. Nữ nhân ganh đua so sánh, vẫn là phát tác. Lục Minh bị Lăng Vũ Vi hỏi có chút im lặng. Chỉ có thể thành thật trả lời, đúng vậy, nàng trong mắt ta, là đẹp nhất, xinh đẹp nhất, thiên phú cao nhất. Lục Minh là chỉ Tạ Niệm Khanh. Ở Lục Minh trong mắt, Tạ Niệm Khanh tự nhiên là tốt nhất,
chỉ có Thu Nguyệt mới có thể so sánh cùng nhau. Lăng Vũ Vi cho dù là xinh đẹp, thiên phú lại cao hơn, cũng so không lên Tạ Niệm Khanh. Gặp Lục Minh trả lời như vậy, Lăng Vũ Vi thăm thẳm thở dài một tiếng, biết rõ Lục Minh thật đối nàng không có cảm giác. Nàng tâm lý, thật cảm giác rất đáng tiếc. Lục Minh thiên phú, thực sự quá cao. Nàng gặp phải yêu nghiệt thiên kiêu, không biết có bao nhiêu, một hàng đến, có thể quấn một cái tinh cầu tầm vài vòng. Nhưng là, nàng dám đoán chắc, không có một cái nào có thể so sánh Lục Minh. Nếu như nhất định phải lấy chồng, nàng khẳng định lựa chọn Lục Minh. Đáng tiếc, Lục Minh đã có người trong lòng. Dạng này thiên kiêu, tinh linh tộc trước kia thế mà xem thường, chướng mắt, hoàn toàn không cùng hắn lui tới, thực sự là mắt bị mù. Điều chỉnh tâm tình một chút, Lăng Vũ Vi lại nhìn về phía Lục Minh, nói, ngươi có người trong lòng, ta cũng sẽ không ép buộc, nhưng ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể giúp ta một lần, theo ta về tinh linh tộc một chuyến. Ngươi còn muốn cùng ta thành hôn? Lục Minh giật nảy mình. Không, chúng ta không cần thành hôn, chỉ là hy vọng, ngươi cùng ta giả ý cùng một chỗ, giúp ta một chuyện, ngươi cũng biết, phụ thân ta, muốn cùng thiên sứ tộc thông gia, gả cho thiên sứ tộc một vị thiên kiêu, nhưng đó là một vị hoa hoa công tử, ta cần kề cái chết không gả, ngươi là ta vị hôn phu, nếu như ngươi cùng ta trở lại tinh linh tộc, giả ý nói đã ở cùng một chỗ, gạo nấu thành cơm, vậy ta phụ thân, đương nhiên sẽ không bức ta gả cho vị kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Lăng Vũ Vi nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Giúp ngươi, ta khẳng định mà đắc tội với vị kia thiên sứ tộc thiên kiêu, cái này với ta mà nói, có thể không có lợi lắm. Lục Minh lập tức lắc đầu. Chúng ta quen biết một trận, ngươi liền không thể giúp một chút ta. Coi như chúng ta hữu duyên vô phận, nhưng cũng là bằng hữu không phải, ngươi liền nhìn ta như vậy rơi vào trong hố lửa mà không quan tâm. Ngươi nhẫn tâm sao? Nói lấy, Lăng Vũ Vi nước mắt, thế mà đùng đùng rơi xuống. Mỹ nhân rơi lệ, lực sát thương thực sự quá lớn, Lục Minh lập tức có chút chống đỡ không được. Lục Minh cảm giác bó tay toàn tập. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không ta, ta biết ngươi tu luyện cần rất nhiều năng lượng, trở lại tinh linh tộc, ta cho ngươi cung cấp một nhóm bảo vật, ẩn chứa năng lượng tinh thuần, đầy đủ ngươi đột phá thần hoàng cảnh, làm sao? Lăng Vũ Vi rồi nói tiếp. Cái này, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng là có lời trước, ta thực sự sẽ không cùng ngươi thành hôn. Lục Minh nói. Lục Minh dám thề với trời, hắn thật không phải là vì đối phương bảo vật, chỉ là tâm địa tốt, muốn giúp đối phương một cái mà thôi. Được, yên tâm đi. Lăng Vũ Vi lập tức nín khóc mỉm cười. Đáp ứng Lăng Vũ Vi về sau, Lục Minh chỉ có thể cải biến lộ tuyến, theo Lăng Vũ Vi, hướng về tinh linh tộc đi. Tinh linh tộc, ở Hồng Hoang Vạn Tộc Bảng, xếp hạng 33, không thể nghi ngờ là một cái phi thường cường đại, vô cùng cường thịnh chủng tộc. Tinh linh tộc ở toàn thịnh thời kỳ, đã từng tiếp cận top 10, cực điểm huy hoàng, cho nên, tinh linh tộc chiếm cứ địa hạt, cũng là phi thường bao la mênh mông. Mà tinh linh tộc, đồng dạng có một cái mẫu tinh, gọi là tinh linh tộc mẫu tinh, cũng là thiên địa sơ khai thời điểm thai nghén ra, cùng long tộc mẫu tinh tương tự, nhưng là không có long tộc mẫu tinh khổng lồ như vậy, mênh mông như vậy. Long tộc mẫu tinh, truyền thuyết dựng dục ra 49 đầu nguyên thủy thần long, mà tinh linh tộc mẫu tinh, đã từng dựng dục ra 12 tôn nguyên thủy tinh linh. Nhưng là chỉ cần là giống cái tinh, đều danh xưng bất hủ. Một tháng sau, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, đi tới tinh linh tộc mẫu tinh. Hảo phồn thịnh tinh cầu, nơi này, không biết cầm giữ có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ a. Lục Minh cảm thán. Đây là Lục Minh lần thứ hai đi tới, mẫu tinh cấp bậc sinh mệnh tinh cầu. Tinh linh tộc mẫu tinh, cùng long tộc mẫu tinh, cho người cảm giác, hoàn toàn không giống. Long tộc mẫu tinh, trải qua đại chiến thảm thiết, cuối cùng bị long tộc bản thân lấy vạn long ấn phong ấn, Lục Minh đi thời điểm, long tộc mẫu tinh đang ở khôi phục. Nhưng đó là đang ở khôi phục, xa xa không có đạt tới đỉnh phong, hơn nữa cũng thiếu khuyết cường giả tọa chấn. Mà tinh linh tộc mẫu tinh không giống nhau, phồn thịnh tới cực điểm, thần khí cũng nồng đậm tới cực điểm, tùy tiện hít một hơi, thật giống như có thực chất thần khí, bị hút vào trong miệng. Trên mặt đất, danh xuyên đại sơn, nhiều vô số kể, thai nghén vô số sinh linh. Trong đó, thần dược khắp nơi, xanh tươi tốt. Đây mới thật là tu luyện thánh địa. Đồng thời, Lục Minh linh thức lan tràn ra ngoài, cảm giác được toàn bộ long tộc mẫu tinh, tràn đầy vô số đạo phi thường kiềm chế, hơi thở hết sức khủng bố. Những khí tức này, mặc dù đều là thu liễm, chập phục, nhưng Lục Minh linh giác rất nhạy cảm, cẩn thận cảm ứng, y nguyên có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng cảm giác áp bách. Toàn bộ tinh linh tộc mẫu tinh, không biết ẩn núp bao nhiêu cường giả. Đây chính là một cái đại tộc nội tình sao,
thật sự khủng bố a, đây là xếp hạng 33 chủng tộc, những cái kia thập cường chủng tộc, nên khủng bố cỡ nào? Mà có thể đem tất cả chủng tộc gắt gao ngăn chặn thiên cung, nên mạnh bao nhiêu? Lục Minh tâm lý âm thầm cảm thán. Nhanh đến tinh linh hoàng cung. Giờ phút này, Lăng Vũ Vi lên tiếng, cắt đứt Lục Minh suy nghĩ. Lục Minh nhìn về phía trước, dù là Lục Minh tự nhận là kiến thức rộng rãi, con mắt vẫn trừng lớn, tâm lý chấn động. Phía trước, là một mảnh rừng rậm. Chỉ là vùng rừng rậm này, thực sự quá lớn, vô biên vô hạn, cho dù lấy Lục Minh nhãn lực, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Mấu chốt nhất là, bên trong vùng rừng rậm này thụ mộc, cũng quá lớn. Từng khỏa cổ thụ, kiên quyết mà lên, cao vút trong mây tầng. Luôn nhất, đều có cao trăm dặm, cao, ngàn dặm, vạn dặm, cao mười vạn dặm, thẳng phá tầng khí quyển. Mỗi một viên cổ mộc đường kính, nhỏ nhất cũng có mấy chục dặm, thô nhất, hơn vạn dặm. Lục Minh trước mắt, phảng phất xuất hiện vô số thế giới chi thụ. Người ở cổ thụ phía trước, như là cho bụi một dạng nhỏ bé. Mỗi một cây cổ thụ bên trên, đều xây dựng từng tòa cung điện hùng vĩ, cung điện, có lần lượt từng bóng người, bay tới bay lui. Toàn bộ đều là tinh linh tộc. Nam Tuấn Mỹ, nữ Mỹ Lệ. Là công chúa trở về. Hai người khẽ dựa gần, liền bị phát hiện, rất nhiều kinh ngạc vui mừng thanh âm truyền ra, rất nhiều tinh linh tộc xuất hiện ở phía trước, sau đó cùng kính đối Lăng Vũ Vi hành lễ. Không cần đa lễ. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, mang theo Lục Minh, hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Trên đường, rất nhiều tinh linh hướng Lăng Vũ Vi hành lễ vấn an, sau đó, bọn họ nhao nhao tò mò nhìn về phía Lục Minh. Lăng Vũ Vi, thế mà mang theo một cái nam tử xa lạ trở về, để bọn hắn ngạc nhiên không thôi. Phải biết, bình thường truy cầu Lăng Vũ Vi các tộc thiên kiêu, như trên trời đầy sao một dạng nhiều, nhưng chưa từng có gặp qua Lăng Vũ Vi chủ động mang nam tử trở về. Đây là lần đầu, tinh linh tộc người, đương nhiên tốt kỳ. Cái này thanh niên thật quen mắt, đúng rồi, hắn là Mục Vân, ta thấy qua hắn ở trong mộng huyễn thần ngọc. Bỗng nhiên có người kêu to lên. Hết tập 255.